Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 559. Dù sao thiên tổ hứa hẹn qua, nếu ai có thể tìm tới vị kia hồng nhan, hắn có khả năng vô điều kiện giúp ai làm một chuyện. Diệp thần trái tim đập bịch bịch, thiên tổ ưng thuận to lớn như vậy hứa hẹn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy suy nghĩ, nếu là thiên tổ chịu vô điều kiện giúp ta làm một chuyện, ta đây nên gọi hắn làm cái gì? Diệp thần mong muốn làm sự tình, quả thực không ít, giải cứu võ tổ cùng Nhậm Phi Phàm, tiêu diệt cổ tinh môn, thiên khư thần điện, đại chu gia tộc, tử thần giáo đoàn các loại, chứng đạo thiên đế, phi thăng tinh không bỉ ngạn, thành lập hoàn mỹ thế giới, thức tỉnh luân hồi mộ địa hết thảy đại năng, muôn vàn nguyện vọng, tương lai vô hạn, nếu là thiên tổ nguyện ý giúp đỡ, hắn trong lúc nhất thời đều không biết gọi thiên tổ giúp cái gì tốt. Luân hồi chi chủ, người trước chuẩn bị một chút đi. Ban đêm chính là ngũ nhạc giao đấu, đến lúc đó, ngươi cũng xuất chiến, nếu ta nhóm thiên khôi phái thắng, ta có khả năng dẫn ngươi đi kinh hồng bức tường nhìn một chút. Lăng ảnh thanh âm, đem Diệp thần suy nghĩ kéo lại. Diệp thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, được. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm suy nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, ngược lại sẽ vô ích tinh thần, trước mắt cần làm sự tình, liền là trước thắng được ngũ nhạc giao đấu, ngày mai lại đi linh khư thánh địa cứu vớt Mạt Lị. Này linh khư thánh địa, đối Diệp thần tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu, hắn đã trải qua sơ bộ học xong thiên công tạo hóa ghi chép cơ giới khôi lỗi chế tạo chi pháp, trong tay nhưng không có thích hợp tài liệu. Mà linh khư trong thánh địa, lại có thật nhiều thiên tổ năm đó lưu lại thiên tài địa bảo, nếu là Diệp thần có thể được đến những tư nguyên này, hắn liền có thể đem ra chế tạo một đúng với máy móc chi thân, hoàn thành chú tinh long thần tâm nguyện. Mà lại, linh khư trong thánh địa, chắc hẳn cũng có Huyền Vũ Đế Quân lưu lại manh mối. Huyền Vũ Đế Quân đã chạy trốn, người nào cũng không biết hắn chạy đi nơi nào, Diệp thần cần đầy đủ manh mối, đi suy tính Huyền Vũ Đế Quân hạ lạc, thần giáp mệnh tinh cuối cùng này một mảnh vụn, hắn là dù như thế nào đều không thể bỏ qua. Thời gian vội vàng, rất nhanh, màn đêm buông xuống, toàn bộ thiên tổ các thế giới, đèn đuốc sáng trưng, các phe đám võ giả, đều hướng về trung ương nhất thiên tổ phong đi đến. Tràng diện rất là náo nhiệt. Ngũ nhạc giao đấu sớm tại đêm nay cử hành, tràng tỷ đấu này, đối ngũ đại phái người mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, người thắng có thể nhập chủ thiên tổ phong một năm, hơn nữa còn có thể quan sát kinh hồng bức tường. Cái kia kinh hồng bức tường, là thiên tổ lưu lại một đạo manh mối, liên quan tới hắn hồng nhan, mong muốn phá giải manh mối này, tự nhiên là muôn vàn khó khăn, nhưng kinh hồng chiếu trên vách đá cắt hình, bản thân liền mang theo rộng rãi đạo uẩn. Quan sát lĩnh ngộ, có thể đại đại tăng tiến tự thân tu vi cùng đạo tâm, cho nên hàng năm giao đấu, ngũ đại phái đều là cực lực chiến đấu. Bất quá ngũ nhạc giao đấu, là điểm đến là dừng, cũng không phải là sinh tử đấu, do ngũ đại phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử xuất chiến, thiên tổ các nội bộ mặc dù chia ra thành ngũ đại phái, nhưng giữa lẫn nhau cạnh tranh, đều duy trì tương đương khắc chế, tuyệt không liên quan đến sinh tử, tại đối mặt ngoại địch thời điểm, còn sẽ buông xuống thành kiến, trên dưới một lòng. Dù sao tại Nam Châu Thiên, thiên tổ các cũng không phải là một nhà độc đại, còn có sát thiên điện cùng đấu chiến phủ tồn tại, nếu như thiên tổ các còn chỉ lo nội đấu, sớm đã bị tiêu diệt. Diệp thần đi theo Lăng Ảnh cùng Lăng Thanh Trúc, đi tới thiên tổ phong, chuẩn bị tham gia ngũ nhạc giao đấu, phía sau là thiên khôi phái trùng trùng điệp điệp các đệ tử. Thiên tổ các nội bộ một chút tình huống, Diệp thần cũng là theo Lăng Ảnh cùng Lăng Thanh Trúc trong miệng biết, kỳ thật thiên tổ các bên trong. Có rất nhiều thiên tổ lưu lại thần thông bí tịch, trong đó thậm chí có luân hồi mộ táng công tồn tại. Nhưng, thiên tổ các đệ tử, tất cả tâm thần đều cầm lấy đi tu luyện cơ giới chi đạo, cũng rất ít đi học thiên tổ công pháp thần thông. Đều bởi vì thiên tổ đủ loại thần công, mong muốn luyện thành, thiên phú, ngộ tính, khổ tu, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được, không giống thiên cơ lão nhân cơ giới chi đạo, có thể tốc thành, chỉ cần có thể chế tạo ra đủ mạnh cơ giới tạo vật. Là có thể có được cường hãn sức chiến đấu. Thiên tổ các bên trong người, xa vào cơ giới chi đạo về sau, lại nghĩ tính tâm đi học thiên tổ đạo pháp, cái kia cơ hồ liền không khả năng. Diệp thần kỳ thật muốn cùng Lăng Ảnh cùng Lăng Thanh Trúc nói, nội công mới là căn bản, cơ giới chẳng qua là ngoại vật, nhưng nghĩ đến mọi người có mọi người duyên phận, nhiều lời cũng là vô ích, liền duy trì yên lặng. Ngược lại đối Diệp thần tới nói, cơ giới chi đạo chẳng qua là phụ trợ. Chân chính căn bản còn là nội công của mình tu vi. Bất quá hắn đại khái cũng có thể minh bạch, thiên tổ các bên trong người ý nghĩ, dù sao thiên tổ lưu lại đủ loại công pháp thần thông,
thực sự quá khó khăn tu luyện, liền lấy luân hồi mộ táng công tới nói, vạn cổ đến nay, chưa có người có thể luyện thành, thiên pháp lộ nguyệt đều không luyện được, cũng chỉ có Diệp Thần có thể luyện thành. Thiên tổ các bên trong cho dù có luân hồi mộ táng công bí tịch, cũng không người có thể lĩnh hội, cùng hắn lãng phí thời gian, còn không bằng đi nghiên cứu cơ giới chi đạo. Chỉ có thể nói, mọi người duyên phận khác biệt. Rất nhanh, Diệp Thần liền theo Thiên Khôi phái đoàn người, đi tới Thiên Tổ trên đỉnh. Thiên Tổ Phong Sơn đỉnh quảng trường bên trên, đã đứng đầy người, ngũ đại phái đệ tử tề tụ, còn có Thiên Tổ các lãnh địa thế giới bên trong, một chút nhân vật có mặt mũi, đều đến dự họp, cũng cung phụng rất nhiều thiên tài địa bảo, người thắng có đại lượng tài nguyên ban thưởng. Diệp Thần đưa mắt nhìn lại, trước mắt tràng diện náo nhiệt mà hùng vĩ, hắn thấy có thật nhiều võ giả, đều cưỡi từng con cơ quan thú, tượng sư hổ báo, long phượng chó săn các loại, còn có thật nhiều võ giả ăn mặc thật dày chiến giáp cơ giới, cùng áo giáp rõ ràng khác biệt, càng có kim loại cùng lạnh lùng chất cảm, còn có chút trùng cơ giới con tại bay tới bay lui, đều là bên ngoài không từng có cảnh tượng. Lăng trưởng giáo, người thu cái đệ tử giỏi a. Lúc này, một cái lão giả cưỡi một đầu cơ quan hổ, hướng Diệp Thần bên này đi tới, cười híp mắt hướng về Lăng Ảnh chào hỏi, nhưng tầm mắt lại rơi tại Diệp Thần trên thân. Mà theo lão giả này thanh âm hạ xuống, toàn trường người từng tia ánh mắt, dồn dập quăng đi qua, tập trú tại Diệp Thần trên thân, phần lớn tầm mắt, đều mang cảnh giác, hoài nghi, bất thiện ý vị. Tuy nói Thiên Tổ từng có tiên đoán, nói Diệp Thần là luân hồi chi chủ, là đánh vỡ thế giới người, nhưng ở Thiên Tổ các bên trong, cơ hồ không có người nào tán thành Diệp Thần, tất cả mọi người chỉ nhận Thiên Tổ. Ở trong mắt rất nhiều người, Diệp Thần là một cái đi quá giới hạn người. Coi như là tại Thiên Khôi trong phái, cũng không có người nào cho rằng Diệp Thần có thể thay thế Thiên Tổ, bọn hắn đối Diệp Thần hữu hảo, cũng chỉ là hy vọng Diệp Thần có thể triệt để trấn áp Huyền Vũ Đế Quân, đoạt lại pháp tắc thần thạch thôi. Lăng Ảnh mỉm cười, hướng lão giả kia chắp tay nói, La trưởng giáo, một năm trước ngũ nhạc giao đấu, ban đầu trận chung kết là hai chúng ta nhà tranh phong, đáng tiếc sát thiên điện cái kia tinh diên ma nữ quấy rối, cuối cùng trận chung kết kết thúc, không người làm chủ Thiên Tổ phong. Thật sự là đáng tiếc a. Ha ha, năm nay chúng ta liền lại luận bàn một chút. Hắn lại hướng Diệp Thần giới thiệu nói, luân hồi chi chủ, vị này là thiên thú phái trưởng giáo La Ưng Phi, chớ nhìn hắn tu vi chẳng qua là thần vương sơ kỳ, nhưng hắn nắm trong tay cơ quan thú, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, đủ để xé nát thiên đế. Mà lại, chỉ cần cơ giới tạo vật bất tử, hắn sẽ không phải chết, rất lợi hại đây. Diệp Thần tiến lên một bước. Hướng lão giả kia ôm quyền hành lễ nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua La trưởng giáo. Hắn thấy rộng trên trận võ giả, cường giả cũng không nhiều, không gây một cái thiên đế, giống ngũ đại phái trưởng giáo, tu vi đều là thần vương, mà trước mắt cái này thiên thú phái trưởng giáo La Ưng Phi, thậm chí chỉ có thần vương sơ kỳ tu vi. Dùng Diệp Thần thực lực trước mắt, hắn không dựa vào luân hồi mộ địa cùng huyết long trợ lực, đều có thể bóp chết thần vương một, hai tầng trời tồn tại. Nhưng, đối cái này La Ưng Phi, Diệp Thần cũng không dám có cái gì khinh thị. Bởi vì thiên tổ các ngũ đại phái, tu luyện cơ giới chi đạo, chân thực sức chiến đấu, không thể nhìn bề ngoài, muốn xem bọn hắn cơ giới tạo vật. Ngũ đại phái cường giả, là bằng vào cơ giới tạo vật chiến đấu, cùng hắn nói bọn hắn là võ giả tu sĩ, chẳng thà nói bọn hắn là cơ giới sư, giống Lăng Ảnh, La Ưng Phi chờ đỉnh cấp cơ giới sư, bọn hắn sớm đã đem tự thân thời gian mạch sống. Phân tán ký thác vào thiên thiên trăm trăm loại cơ giới tạo vật phía trên, chỉ cần cơ giới tạo vật bất tử tận, bọn hắn là sẽ không chết, phi thường kỳ diệu. Mà nghe vừa mới Lăng Ảnh cùng La Ưng Phi nói, một năm trước ngũ nhạc giao đấu, cũng không có phân ra thắng bại, không người làm chủ thiên tổ phong, bởi vì trong quá trình trận đấu, lọt vào sát thiên điện tinh diên ma nữ nhiễu loạn. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, Lăng Ảnh cùng La Ưng Phi nói tới tinh diên ma nữ. Rõ ràng liền là tinh hải công nữ nhi tinh diên. La Ưng Phi con mắt híp lại, đánh giá Diệp Thần, cười nói, luân hồi chi chủ uy danh, ta riêng có nghe thấy, luân hồi thần thông rộng rãi, diệu pháp vô tận, chư thiên đều biết, nhưng ta ngũ nhạc giao đấu, chủ yếu là so đấu cơ giới chi đạo, này cơ giới chi đạo, luân hồi chi chủ chắc là không lắm tinh thông a. Diệp Thần đang chờ nói chuyện, Lăng Ảnh lại vượt lên trước cười nói, ngũ nhạc giao đấu, chủ yếu so đấu cơ giới chi đạo. Nhưng cũng không cấm võ đạo thần thông, ha ha, đêm nay giao đấu, ta dự định nhường luân hồi chi chủ làm một khối đá thử đao, liền nhìn một chút ta thiên tổ các bọn tiểu bối, bọn hắn cơ giới tạo vật,
có thể hay không cùng luân hồi chi chủ thần thông đạo pháp so sánh. Diệp thần lại nói, Lăng trưởng giáo xin yên tâm, đêm nay giao đấu, liền so đấu cơ giới chi đạo, ta cũng chế tạo chút cơ giới tạo vật, muốn nhìn xem uy lực như thế nào. Lăng Ảnh khẽ giật mình, hắn biết Lăng Thanh Trúc thu Diệp thần làm đồ đệ, truyền xuống thiên công tạo hóa ghi chép, nhưng thời gian ngắn ngủi, Diệp thần coi như thiên phú vô địch có thể lĩnh ngộ, ngắn như vậy thời gian, lại có thể chế tạo ra cái gì cơ giới tạo vật. Uy, đồ nhi, chớ làm loạn. Lăng Thanh Trúc cũng là lấy làm kinh hãi, nàng cũng không biết, Diệp thần lúc nào chế tạo cơ giới tạo vật ra tới. La Ưng Phi cười ha ha một tiếng, nói, rất tốt, ta cũng là muốn nhìn xem, luân hồi chi chủ cơ giới tạo vật lợi hại đến mức nào, đêm nay có thể được mở mang tầm mắt. Trong sân rộng, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử, ánh mắt tụ vào tại Diệp thần trên thân, không ít người trong mắt lại mang theo một vệt thần sắc khinh thường, bọn hắn biết Diệp thần thần thông quảng đại. Nhưng nếu như đơn thuần cơ giới chi đạo, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp thần có thể siêu việt bọn hắn. Diệp thần nhìn quanh toàn trường, nhìn xem cái kia rất nhiều thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, cười nói, thời gian không còn sớm, đêm nay giao đấu, không bằng các ngươi liền cùng tiến lên, ta có chút thời gian đang gấp. Nghe được Diệp thần lời này, toàn trường lập tức yên lặng lại, rất nhiều người đại não không có chuyển tới, trong lúc nhất thời không rõ Diệp thần ý tứ. Lăng Thanh Trúc ngẩn ngơ. Nói, uy, đồ nhi, ngươi nói cái gì? Diệp thần cười nói, tốc chiến tốc thắng đi, ta cảm thấy, thiên tổ các thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có cái gì nhân vật lợi hại, cùng lên đi, ta đem các ngươi đều nghiền ép, chàng tỷ đấu này là có thể kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây thế hệ trẻ tuổi thiên tổ các đệ tử, cũng không có ai có thể dẫn tới Diệp thần chú ý, hắn có lòng tin nghiền ép toàn trường. Hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Chờ bắt lại sau khi thắng lợi, còn có thời gian đi cái kia kinh hồng bức tường nhìn một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Luân hồi chi chủ, không thể cuồng vọng. Lăng Ảnh sầm mặt lại, ngang Diệp thần liếc mắt, chàng tỷ đấu này, chính là các ngươi thế hệ trẻ tuổi giao đấu, không thể mượn dùng ngoại lực, ngươi lẻ loi một mình, lại sao có thể đánh được các phái anh kiệt. Hắn dĩ nhiên biết Diệp thần lợi hại, có không ít thần vương thiên đế cấp bậc cường giả. Đều xếp tại Diệp thần trong tay, nhưng hắn cũng biết, đó không phải là Diệp thần chính mình một người có thể làm được sự tình, sau lưng còn có mặt khác cao thủ trợ lực. Nhưng đêm nay giao đấu, lại không thể mượn dùng ngoại lực. Diệp thần cười cười nói, Lăng trưởng giáo, ta nói thật đi, loại trình độ này giao đấu, còn chưa đủ để cho ta vận dụng át chủ bài, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, ta thời gian đang gấp. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía các đại phái các đệ tử, các ngươi cùng tiến lên tốt. Lời nói này hạ xuống, toàn trường xôn xao. Mọi người nhìn về phía Diệp thần trong ánh mắt, đã mang theo tức giận vẻ mặt, Diệp thần như vậy thái độ, quả thực là tại nhục nhã các đại phái thiên tài. La Ưng Phi biểu lộ đầu tiên là cứng đờ, sau đó cười ha ha, nói, luân hồi chi chủ quả nhiên hảo khí phách. Đêm nay ngũ nhạc giao đấu, người tham dự hơn 100 người, người lấy một địch 100. Thật không sợ chết sao? Thiên binh phái, thiên giáp phái, thiên trùng phái trưởng giáo nhóm, cũng là có chút cảnh giác nhìn xem Diệp thần, bọn hắn cũng sợ Diệp thần chết ở chỗ này, rước lấy luân hồi trận doanh trả thù. Diệp thần cười nói, chư vị mong muốn làm bị thương ta, nhưng cũng không quá dễ dàng, cùng lên đi, như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hậu quả ta tự phụ là được. Ở đây thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, lẫn nhau trao đổi một thoáng ánh mắt, sau đó trong mắt đều mang một vệt âm tàn vẻ mặt, cũng không đợi các trưởng bối lên tiếng, riêng phần mình nhanh chân bước ra, bao quanh đem Diệp thần vây quanh. Vừa mới Diệp thần lời nói, đã gần như nhục nhã, không ai có thể chịu được. Lăng Ảnh muốn ngăn cản, La Ưng Phi lại khoát tay ngừng lại, ha ha cười nói, Lăng trưởng giáo, nếu luân hồi chi chủ như thế có tự tin, liền từ lấy hắn đi thôi. Dừng một chút, kêu lên, thiên thú phái đệ tử nghe lệnh. Đem bọn ngươi cơ quan thú triệu hoán đi ra, thỉnh luân hồi chi chủ chỉ giáo. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, thiên thú phái bên này đệ tử, lập tức gọi ra từng con cơ giới thú, này chút cơ giới thú hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, từng con đều vô cùng hung mãnh, nanh vuốt sắc bén, đồng tử lập lòe xích mang, vừa nhìn liền biết có bước đầu linh trí, đang nhìn chằm chằm Diệp thần. Nếu như theo mặt ngoài thực lực đến xem, thiên thú phái thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, đại bộ phận chỉ có thiên nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng trên thực tế lực chiến đấu của bọn hắn, đều ký thác vào cơ giới thú phía trên,
chỗ gọi ra cơ giới thú, từng con đều đủ để dễ dàng xé nát cửu đỉnh cảnh cấp bậc tồn tại. Nhìn thấy thiên thú phái đã chuẩn bị chiến đấu, thiên binh phái, thiên giáp phái, thiên trùng phái ba phái đệ tử, cũng là dồn dập tiến vào trạng thái chiến đấu, thiên binh phái đệ tử gọi ra từng khối giáp mảnh, tạo thành từng thanh hình dạng khác nhau binh khí, mũi nhọn đằng đằng sát khí chỉ Diệp Thần, thiên giáp phái cũng là triệu hoán giáp mảnh, lại lắp giáp thành khải giáp, bao trùm toàn thân, trên khải giáp có đặc thù hoa văn, uy thế khiếp người. Như vậy giáp mảnh lắp giáp thủ đoạn, cũng là cùng Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, rất tương tự. Thần giáp mệnh tinh, trên thực tế là do ngàn ngàn vạn vạn khối vụn vặt giáp mảnh cấu thành, này chút giáp mảnh có khả năng tùy ý lắp giáp thành binh khí dụng cụ bảo hộ, 10 điểm kỳ diệu. Hoặc là nói đúng ra, là thần giáp mệnh tinh cấu thành, cùng cơ giới chi đạo tương tự. Đến giờ khắc này, Diệp Thần cũng là hiểu rõ, thiên tổ chế tạo luân hồi thất tinh, không phải lăng không chế tạo, mà là có linh cảm đầu nguồn. Tỷ như thần giáp mệnh tinh, thiên tổ chế tạo thời điểm, khẳng định tham khảo quá ngàn cơ lão nhân cơ giới chi đạo. Cái gọi là thần giáp mệnh tinh, kỳ thật cũng xem như một cái cơ giới tạo vật. Ong ong, thiên trùng phái các đệ tử, thì là gọi ra từng con thật nhỏ trùng cơ giới con, tùy thời chuẩn bị đánh lén Diệp Thần. Mà Diệp Thần tại chúng nhiều thiên tài bao vây dưới, lại là khí định thần nhàn, ánh mắt mang theo một vệt bình thản. La Ưng Phi cười nói, luân hồi chi chủ, người vừa nói người đã chế tạo cơ giới tạo vật ra tới, liền lộ ra đến cho đoàn người mở mang tầm mắt. Diệp Thần cười cười nói, không có vấn đề, ta cơ giới tạo vật, chính là cái này. Nói xong, Diệp Thần tay cầm chia đều ra tới, hơi hơi hư nắm, từng sợi luân hồi kim quang, theo hắn lòng bàn tay dâng trào mà ra, bay thẳng cửu tiêu, chấn động toàn bộ Nam Châu Thiên, một khỏa to lớn sáng chói kim loại tinh thần, từ từ bay lên. Cái kia viên kim loại tinh thần, do ngàn ngàn vạn vạn viên mảnh vỡ cấu trang mà thành, toàn thể đại khái có thể phân chia 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực có một đầu thần thú chấn thủ lấy, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam thần thú lấp lánh, chỉ có Huyền Vũ Đồ Đằng vẫn là ảm đạm trạng thái, chính là thần giáp mệnh tinh. Nhìn thấy Diệp Thần tế ra thần giáp mệnh tinh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không ít tiếng kinh hô tại chỗ phát ra. Này liền là của ngươi cơ giới tạo vật. Nói đùa cái gì, đây không phải thiên tổ chế tạo thất tinh kỳ quan sao? Lúc nào là ngươi? Ngươi đây là đi quá giới hạn. Thiên tổ kinh thế kỳ tài, hắn quan sát thiên cơ lão nhân nói pháp, lại tự sáng tạo chế tạo thần giáp mệnh tinh. Hắn thần giáp mệnh tinh, là thế gian vĩ đại nhất cơ giới tạo vật. Ngoại trừ lão nhân ra ông ta bên ngoài, còn ai có tư cách chấp trưởng? Thần giáp mệnh tinh bay lên không, ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi, so sánh với người bình thường, bọn hắn càng có thể cảm nhận được thần giáp mệnh tinh vĩ đại, mặc dù này ngôi sao, Diệp Thần còn không có hoàn toàn thắp sáng, nhưng trong đó chỗ toát ra phát sáng cùng năng lượng, cũng đủ làm cho người rung động. Tại thiên tổ các lòng người bên trong, chỉ có thiên tổ mới có tư cách chấp trưởng thần giáp mệnh tinh, nhưng bây giờ, Diệp Thần lại là hoàn mỹ khống chế, cả viên thần giáp mệnh tinh khí tức, hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể, rung động tất cả mọi người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Thần cái gọi là cơ giới tạo vật, kỳ thật liền là thần giáp mệnh tinh. Cùng tiến lên, làm thịt hắn, đoạt lại thần giáp mệnh tinh, đây là thiên tổ kỳ quan. Không biết là ai gầm rú một tiếng, vây công Diệp Thần trên trăm cái tuổi trẻ thiên tài nhóm, liền cùng giống như nổi điên, mắt đỏ hướng về Diệp Thần công kích đi qua. Từng con cơ quan thú, từng thanh cơ giới trọng binh, từng cái bao trùm lấy trọng giáp nắm đấm, phô thiên cái địa bạo sát hướng Diệp Thần. Ban đầu ngũ nhạc giao đấu là điểm đến là dừng chiến đấu, nhưng theo Diệp Thần thần giáp mệnh tinh tế ra, ở đây tuổi trẻ thiên tài nhóm, lại là triệt để mất đi lý trí. Nghiên cứu cơ giới chỉ đạo bọn hắn, so bất luận cái gì người đều rõ ràng, thần giáp mệnh tinh có vĩ đại dường nào. Trong đó ẩn chứa kim loại cơ giới cơ quan chi đạo, thậm chí vượt qua thiên cơ lão nhân truyền thừa. Đương nhiên, cái này cần hoàn chỉnh thần giáp mệnh tinh, mới có cái này năng lượng. Bất quá, Diệp Thần viên này đốt sáng lên 3/4 tinh thần, cũng đầy đủ để cho người ta nóng mắt. Diệp Thần nhìn xem chung quanh điên cuồng công giết đi lên đám người, cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn đối thần giáp mệnh tinh, phản ứng thế mà kịch liệt như vậy. Bạch hổ canh kim. Hóa kiếm. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần cũng không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp động thủ phản kích, điều động thần giáp mệnh tinh bên trong bạch hổ mảnh vỡ, từng khối tràn ngập canh kim tinh khí bọc thép khối vụn,
trong nháy mắt tại Diệp Thần trong tay lắp ráp thành một thanh trắng trường kiếm màu vàng óng. Thần giáp mệnh tinh tứ tượng bên trong, bạch hổ mảnh vỡ chủ sát lục, phong mang bén nhọn nhất, Diệp Thần hóa kiếm nhất kiếm chạm ra, một vệt vô cùng phong duệ kiếm khí, chính là hướng về phía trước phách chạm mà đi. Răng rác, xoẹt, cong, ầm. Một chuỗi tiếng vang, đồng thời nổ lên, Diệp Thần nhất kiếm bổ chém tới, mười mấy con cơ giới thú như giấy mỏng bị hắn bổ ra, cũng có 10 cái võ trang đầy đủ đệ tử, trên thân áo giáp cũng chém ra, tại chỗ bị Diệp Thần chém thành hai khúc. Bạch hổ kiếm cùng cơ giới kim loại va chạm, còn có chém ra xương người thịt thanh âm, hỗn hợp lại cùng nhau, như một khúc dữ tợn trương nhạc. Chỉ một cái chớp mắt, trên mặt đất liền nằm xuống mười mấy bộ thi thể, Diệp Thần bạch hổ kiếm sắc bén, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, này chút nằm xuống thi thể, trên thực tế chủ nhân cũng chưa chết, bởi vì bọn họ là cơ giới sư, chỉ cần cơ giới tạo vật bất tử tận, bọn hắn là sẽ không hoàn toàn chết đi, nhiều nhất tổn thất một chút thời gian đường. Nhưng, đẫm máu thi thể, đối người nhãn cầu trùng kích, lại là phi thường lớn, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra, Diệp Thần cũng không có sử dụng nhiều ít lực lượng, càng không có mượn dùng ngoại lực, hắn chỉ là thuần túy dựa vào thần giáp mệnh tinh lực lượng, liền nhất kiếm nghiền ép toàn trường. Thần giáp mệnh tinh mạnh mẽ, liền mạnh mẽ đến nước này, đối thông thiên cảnh thần vương trở xuống võ giả, cái kia cơ hồ liền là nghiền ép. Một kiếm hiển uy, Diệp Thần cũng không có cái gì đắc ý, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn nghe được sau lưng tiếng xé gió gấp, thần thức quét qua, liền thấy là mấy con trùng cơ giới con, đang từ vô cùng xảo trá góc độ, hướng hắn đánh giết tới. Đây là thiên trùng phái đệ tử thủ đoạn, am hiểu nhất dùng trùng cơ giới con đánh lén kẻ địch, bọn hắn chế tạo trùng cơ giới con, răng sắc bén, có thể dễ dàng xuyên phá người làn da, lại trực tiếp chui vào người trong đầu đi, đem người sống sờ sờ treo cổ. Thủ đoạn hung hãn cực điểm. Thanh long mảnh vỡ, hóa thuẫn. Diệp Thần gặp nguy không loạn, điều động thanh long mảnh vỡ năng lượng, từng khối màu xanh giáp mảnh hóa thành tấm chắn, đem cái kia đánh lén mà đến trùng cơ giới con, đều ngăn trở. Một đám tuổi trẻ thiên tài nhóm, nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, tất cả đều choáng váng. Thời khắc này Diệp Thần, chấp trưởng lấy bạch hổ kiếm cùng thanh long lá chắn, phảng phất nắm trong tay thế gian bén nhọn nhất phong mang cùng kiên cố nhất phòng ngự. Ở đây đám thiên tài bọn họ, đều không biết như thế nào mới có thể công phá Diệp Thần phòng ngự, né tránh Diệp Thần phong mang. Chẳng qua là một hiệp giao phong, chênh lệch của song phương, đã bại lộ đến vô cùng rõ ràng. Luận cơ giới tạo vật mạnh mẽ, không có bất kỳ cái gì cơ giới tạo vật, có thể so với thần giáp mệnh tinh còn cường đại hơn. Ngũ đại phái trưởng giáo nhóm, còn có Lăng Thanh Trúc, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng. Diệp Thần lấy một địch trăm, chắc chắn muốn lâm vào khổ chiến, không nghĩ tới chẳng qua là vừa đối mặt giao phong, Diệp Thần trực tiếp nghiền ép toàn trường. Chu Tước, kết thúc chiến đấu đi. Diệp Thần cũng không nói nên nhảm quá nhiều, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, liền điều động Chu Tước mảnh vỡ năng lượng, đem Chu Tước thần điều triệu hoán đi ra. Răng rắc, vốn chỉ là năng lượng thể Chu Tước thần điều, trên thân bao trùm lên từng tầng một màu đỏ bọc thép mảnh vỡ. Toàn thể liền biến thành một đầu kim loại cùng cơ giới cấu trang thành đỏ chim, xòe hai cánh, ngửa mặt lên trời trường minh, mang theo bàng bạc uy nghiêm, chấn xí lao xuống. A! À, tiếng kêu thảm thiết tại chỗ tập trung vang lên, từng cái tuổi trẻ thiên tài nhóm, căn bản ngăn không được Chu Tước thần điểu bàng bạc trùng kích, từng cái như cỏ khô héo bị đánh bay, thậm chí rơi xuống vách núi, hài cốt không còn, tràng diện kinh người. Hoa lệ Chu Tước thần điểu, toàn thân bao trùm mỗi một khối bọc thép, đều lộ ra đại đạo tự nhiên diệu bao hàm, những cái kia bọc thép thoạt nhìn cũng không phải sức người chế tạo, mà là phảng phất xuất từ thiên địa tạo hóa. Đây mới thực sự là vĩ đại cơ giới tạo vật. Kỳ thật nếu là lúc trước, thần giáp mệnh tinh còn không có triệt để thắp sáng, Diệp Thần khó mà hoàn mỹ thi triển ra thần giáp mệnh tinh lực lượng, nhưng hắn đạt được thiên cơ lão nhân truyền thừa, lĩnh hội thiên công tạo hóa lục, bên trong có thật nhiều diệu pháp, có thể dùng tới khởi động thần giáp mệnh tinh. Cho nên giờ khắc này, Diệp Thần điều động thần giáp mệnh tinh năng lượng, liền là trước nay chưa có thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, coi như này ngôi sao cũng không hề hoàn toàn thắp sáng, nhưng hắn đã có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Là cơ giới, cơ quan, bọc thép, biến hóa lực lượng. Liền là như thế trong nháy mắt, vừa mới vây công Diệp Thần trên trăm cái tuổi trẻ thiên tài nhóm, chết thì chết, thương thương, bọn hắn chế tạo cơ giới tạo vật, liền cùng hài đồng đồ chơi.
đều bị Diệp Thần Bạch Hổ Kiếm cùng Chu Tước Thần Điều nghiền nát. Nhìn thấy Diệp Thần nghiền ép toàn trường, chú Tinh Long Thần đều kích động lên, khen lớn nói, tốt. Mộ chủ, thủ đoạn cao cường, người đã nắm giữ thần giáp mệnh tinh tinh túy, không bằng dùng này ngôi sao, đánh cho ta tạo một bộ thân thể đi. Thần giáp mệnh tinh năng lượng cường đại, nhưng chú Tinh Long Thần đều tâm động, nếu có thể dùng thần giáp mảnh vỡ, rèn đúc xác thịt, hắn thân thể, sẽ là vô cùng cường đại. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói tiền bối, này thần giáp mệnh tinh là ta bản mệnh đồ vật, có thể không có cách nào dứt bỏ cho ngươi, chờ ngày mai đi Linh Khư Thánh Địa, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một chút thích hợp tài liệu, cho ngươi rèn đúc một bộ xác thịt đi. Chú Tinh Long Thần hít một tiếng, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là tỉnh táo thêm một chút, nói, được a. Kỳ thật hắn cũng là nói, hắn tự nhiên biết, thần giáp mệnh tinh đối Diệp Thần trọng yếu. Mà lại coi như Diệp Thần chịu dứt bỏ, hắn cũng nắm chắc không được, dù sao thần giáp mệnh tinh quá vĩ đại, là thiên tổ hạch tâm tạo vật một trong, chỉ có Diệp Thần có thể trưởng khống. Lăng Ảnh, Lăng Thanh Trúc, La Ưng Phi, còn có các đại phái trưởng giáo các trưởng lão, nhìn xem Diệp Thần chẳng qua là trong khoảnh khắc, liền nghiền ép toàn trường, toàn đều ngây dại. Ra tay nặng một chút, ta không có gặp rắc rối a. Nếu như muốn trách ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn xem toàn trường nằm không ít thi thể, tầm mắt vừa nhìn về phía Lăng Ảnh, hỏi. Lăng Ảnh hoảng hốt vội nói, không có, không có, đao kiếm không có mắt, cũng trách không được ngươi, mà lại bọn hắn cũng không phải ngã xuống, chẳng qua là tổn thất chút thời gian đường thôi, điều dưỡng nghỉ ngơi cái mấy trăm năm, chậm rãi liền có thể phục hồi như cũ. Diệp Thần biểu lộ cứng đờ, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, cơ giới sư khuyết điểm chính là chỗ này. Không chú trọng nội công tu vi, đem một thân tính mệnh đều ký thác vào cơ giới tạo vật phía trên, một khi cơ giới tạo vật bị hủy, chính mình tuyến thời gian ma diệt một bộ phận, mong muốn khôi phục nguyên khí liền vô cùng gian nan. Lăng Ảnh cũng lấy lại bình tĩnh, cười hướng La Ưng Phi chờ trưởng giáo nói, La trưởng giáo, xem ra năm nay ngũ nhạc giao đấu, là ta thiên khôi phái bắt lại, ha ha, từ hôm nay trở đi, ta thiên khôi phái liền làm chủ thiên tổ ngọn núi. Chiến đấu kết thúc. Diệp Thần thu được nghiền ép thắng lợi, tiếp xuống cũng không cần lại so, hắn chậm rãi đem thần giáp mệnh tinh thu hồi trong cơ thể. La Ưng Phi gương mặt có chút âm trầm, nói, luân hồi chi chủ, người đi quá giới hạn trưởng khống thần giáp mệnh tinh, cẩn thận cắn trả. Diệp Thần lạnh nhạt nói, như thế nào đi quá giới hạn? La Ưng Phi nói, thiên tổ nói có người có thể thay thế địa vị của hắn, đó là hắn thụ thương rơi xuống không không lúc nào không, nhất thời khí suy nói ủ rũ lời. Không ai có tư cách thay thế hắn, người cái này luân hồi chi chủ, là tiếm chủ. Luân hồi thất tinh người nắm chắc không được, cuối cùng có một ngày sẽ bị cắn trả. Diệp Thần bình tĩnh nói, phải không? Nói thật, ta cũng không muốn thay thế người nào, ta cũng không muốn làm người nào quân cờ hoặc là người đại diện cái gì. Ta chính là Diệp Thần, ta có ta nói, ta bây giờ chấp trưởng luân hồi pháp, nhưng cuối cùng có một ngày, ta sẽ siêu việt luân hồi. La Ưng Phi cười nói, siêu việt luân hồi, làm sao, người cũng muốn trở thành ánh sáng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta không biết, con đường tương lai, ta còn không có thấy rõ, ta chỉ cước đạp thực địa, tại trong mắt các ngươi, thần giáp mệnh tinh, luân hồi thất tinh, có thể là vĩ đại đồ đằng không thể khinh nhờn tồn tại, nhưng trong mắt ta, đây chẳng qua là ta mạnh lên công cụ thôi. Công cụ, La Ưng Phi biến sắc. Lăng Ảnh, Lăng Thanh Trúc. Còn có ở đây tất cả mọi người, cũng là biến sắc. Ngươi dám vũ nhục thiên tổ. La Ưng Phi hét to. Tại hắn cùng thiên tổ các lòng người bên trong, thiên tổ là không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Luân hồi thất tinh là thiên tổ sáng tạo vĩ đại kỳ quan, là thần linh đồ đằng, trong lòng bọn họ, một dạng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhưng Diệp Thần, lại là không quan trọng bộ dáng, chỉ đem luân hồi thất tinh xem như công cụ, mạnh lên công cụ. Diệp Thần thấy La Ưng Phi phản ứng kích động như vậy, thậm chí hai quả đấm nắm chặt, vang lên kèn kẹt, rất có muốn ra tay công kích ý tứ, bất quá hắn cũng không quan tâm, thản nhiên nói. Kỳ thật nếu như các ngươi thật tôn sùng thì thiên tổ, cái kia hẳn là đều muốn quỳ xuống cho ta. Bởi vì thiên tổ, liền sau lưng ta. Nghe được Diệp Thần lời nói này, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Thần sau lưng, lại thấy luân hồi khí sục sôi, rung động ầm ầm. Một cái to lớn luân hồi chi bàn, từ từ bay lên. Tại cái kia luân hồi chi bàn trung ương, bất ngờ có một đạo thiên tổ đồ đằng.
Lúc này Diệp Thần thì triển ra luân hồi mộ táng công, thiên địa khí chảy gào thét, phía sau hắn luân hồi chi bàn khí tượng hiển hóa, tròn trong mâm thiên tổ đồ đằng, vô cùng sáng chói lấp lánh, hiện ra hai tay kéo ra tư thái, phảng phất muốn nắm ở toàn bộ thế giới. Làm thấy này đạo thiên tổ đồ đằng xuất hiện, toàn trường người tầm mắt, liền từ trước tới giờ không mảnh cùng tức giận, triệt để biến thành kinh ngạc cùng chấn động. Hắn có thể hiển hóa thiên tổ đồ đằng, hắn đã được đến thiên tổ tán thành. Thiên tổ thật cam nguyện bị người thay thế sao? Không, ta không tin. Rất nhiều thanh âm kinh ngạc vang vọng, ban đầu có rất nhiều người, nhận định Diệp Thần là tiếm chủ, không có tư cách thay thế thiên tổ, nhưng bây giờ, thiên tổ đồ đằng sau lưng Diệp Thần hiển hóa, từ nơi sâu xa, tựa hồ liền thiên tổ chính mình, đều muốn bị Diệp Thần thay thế. Cái này thật sự là chuyện bất khả tư nghị, thiên tổ các mọi người kinh ngạc vô ngôn, tại thiên tổ đồ đằng chiếu rọi, bọn hắn đều không dám lên tiếng, vừa mới có không ít người trong lòng, vẫn tồn tại tham lam sát lục suy nghĩ, muốn giết chết Diệp Thần, chiếm lấy luân hồi thất tinh, nhưng bây giờ thấy thiên tổ đồ đằng hiển hóa về sau, trong mọi người tâm khí phách đều dập tắt, không người lại dám mạo phạm. Tuy nói ngày đó tổ đồ đằng, mang theo mũ trùm, che phủ lên gương mặt, chỉ lộ ra cằm đường vòng cung cùng râu ria, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái kia cỗ bàng bạc rộng rãi khí tức, chính là thiên tổ không sai. Bịch, một chút đạo tâm không kiên người, thậm chí tại chỗ cho Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần thấy mọi người yên tĩnh, liền chậm rãi đem sau lưng luân hồi chi bàn thu hồi, hướng Lăng Ảnh nói ra, Lăng trưởng giáo, mang ta đi cái kia kinh hồng bức tường xem một chút đi. Giao đấu kết thúc, Diệp Thần chỉ muốn đi xem cái kia kinh hồng bức tường, đến cùng có cái gì kỳ diệu địa phương. Lăng Ảnh hoảng nói gấp, đúng, mời đi theo ta. Khom người làm cái mời dấu tay xin mời, ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần gật gật đầu, đi theo Lăng Ảnh tiến đến, lại quay đầu nhìn thiên tổ các mọi người, nói ra, ngày mai đi Linh Khư Thánh Địa, các người có thể được chuẩn bị kỹ càng a. Mọi người vô ngôn, trong ánh mắt chỉ có chấn động, đưa mắt nhìn Diệp Thần cùng Lăng Ảnh đi xa. Diệp Thần đi theo Lăng Ảnh, một đường hướng dưới núi đi đến, vượt qua tầng tầng đường núi, bên tai thanh âm liền thanh tịnh lại, chỉ thừa trong núi tiếng gió thổi cùng tiếng nước chảy. Cuối cùng, hai người tới một chỗ trong sơn cốc, chỗ này sơn cốc tứ phía tuyệt bích, một chỗ phía trước tuyệt bích, treo một đầu bạch long thác nước lớn, tiếng nước chảy khuấy động, phía dưới đầm nước lành lạnh, bốn phía hoa cỏ như đệm, ở dưới ánh trăng chớp động lên lăn lăn hào quang. Thiên tổ phong sớm bị cải tạo thành cơ giới thiết sơn, nhưng duy chỉ có nơi đây sơn cốc, còn bảo lưu lấy vốn có phong mạo, xưa cũ tự nhiên, linh khí mở mịt. Diệp Thần hô hít một hơi, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, hướng Lăng Ảnh hỏi, Lăng trưởng giáo, kinh hồng bức tường ở đâu? Lăng Ảnh chỉ Diệp Thần sau lưng một mặt vách núi, nói chính là chỗ này, tại ban đêm thời điểm, kinh hồng bức tường, thỉnh thoảng sẽ có một đạo uyển chuyển cắt hình lướt qua, như tiên như quỷ, phiếu miểu hốt hoảng, đó là thiên tổ lưu lại manh mối, thiên tổ nói cái kia cắt hình chính là nàng Hồng Nhan. Diệp Thần nghi hoặc hỏi, thiên tổ muốn tìm người, chỉ lưu lại một đạo cắt hình sao? Cho một bức họa cũng tốt ra. Lăng Ảnh cười khổ nói, vị kia Hồng Nhan, nói muốn lĩnh hội trung cực luân hồi đại đạo. Cho nên muốn ly thiên tổ mà đi, nàng vì đoạn tuyệt nhân quả, đem tự thân thiên cơ cùng tồn tại dấu vết toàn bộ chém hết, thiên tổ liên quan tới nàng trí nhớ, liền cấp tốc sụp đổ ma diệt, thậm chí không nhớ nổi tên của nàng cùng tướng mạo, chỉ nhớ rõ một đạo cắt hình. Diệp Thần rất đỗi chấn động, nói cái gì? Luân hồi đạo trung cực lại còn có những người khác mong muốn lĩnh hội. Thiên tổ mạnh mẽ, đã là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, cái kia vị Hồng Nhan. Xem ra cũng là vô cùng khinh khủng, tự chém thiên cơ về sau, thế mà có thể làm cho thiên tổ trí nhớ sụp đổ, đưa nàng quên đi. Vị kia Hồng Nhan tung tích, liền thiên tổ đều không thể truy tìm, người ngoài mong muốn tìm kiếm, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Lăng Ảnh thở dài, vị kia Hồng Nhan nói, trung cực luân hồi đại đạo, thiên tổ cũng không thể trưởng khống, tuy nói thiên tổ lật tay ở giữa, có thể mai táng chư thiên, nhưng hắn mai táng không được chí cao trụ thần. 72 trụ thần, hắn một cái đều giết không chết, vị kia Hồng Nhan nói, chân chính luân hồi, là có thể đem 72 trụ thần, đều đặt vào sinh tử trong luân hồi, trưởng khống toàn bộ sinh linh vận mệnh, nhưng thiên tổ rõ ràng làm không được. Diệp Thần nói, vị kia Hồng Nhan lại là thân phận gì, lại dám nói thiên tổ không được, muốn mai táng trụ thần, lại làm sao có thể làm đến đâu. 72 trụ thần, tiên thiên mà sinh, bọn hắn mạnh mẽ,
cường đại đến chính mình cũng giết không chết chính mình, trụ thần ở giữa chiến tranh, đối các phương đều là hết sức thống khổ, bởi vì ai cũng không giết chết người nào, chỉ có thể ở vĩnh viễn không ngừng nghỉ dày vào cùng tra tấn bên trong tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn không bao giờ khép lại vết thương không ngừng đổ máu, máu lại sẽ không chảy hết, vĩnh sinh đối trụ thần tới nói liền là vĩnh hằng nguyền rủa. Lăng Ảnh nói, có thể làm được, vị kia hồng nhan thân phận, ta cũng không biết, nhưng ta biết, muốn mai táng Phạm Thiên, chờ đỉnh cấp trụ thần, là có khả năng làm được, chỉ cần đem luân hồi mộ táng công, tu luyện tới tầng thứ 9 mức độ. Diệp Thần hít vào một hơi, nói tầng thứ 9. Lăng Ảnh nói, đúng vậy, luân hồi mộ táng công, tầng thứ 9 táng bất hủ, có thể đem bất hủ trụ thần đô chôn vùi, luân hồi chi chủ, người luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần cười khổ suốt nói, miễn cưỡng chỉ bước vào tầng thứ nhất thôi. Hắn dựa vào thiên bi khảm nạm trợ lực, có thể đem luân hồi mộ táng công tăng lên tới tầng thứ 2 mức độ, nhưng này pháp là kiếm tẩu thiên phong, cũng không phải là đại đạo, mà lại đối khí tức tiêu hao phi thường lớn. Diệp Thần chính mình chân chính mộ táng tạo nghệ, chỉ là tầng thứ nhất. Lăng Ảnh nói, tầng thứ nhất, vậy cũng rất đáng gờm rồi, thiên tổ nói hắn luân hồi mộ táng công, chỉ cần sờ đến một chút một bên, cũng đủ để độc bộ không không thời không, mà tầng thứ 9, đó là thiên tổ trong tưởng tượng cảnh giới, là không thể nào thực hiện. Liền thiên tổ chính mình cũng nói, hắn đều khó có khả năng luyện thành tầng thứ 9, mai táng bất hủ, chẳng qua là ảo tưởng của hắn thôi. Hắn nói nếu như tầng thứ 9 đã luyện thành, đủ để nghiền ép Phi Đà chân kinh. Diệp Thần nói, Phi Đà chân kinh. Lăng Ảnh nói, đó là bí pháp thần điển, ẩn chứa hắn suốt đời tâm huyết, hắn hết thảy thần thông cùng trí tuệ, đều thu vào tại cái kia Vi Đà chân kinh bên trong, 72 trụ thần đều có hạch tâm truyền thừa, thiên tổ truyền thừa là luân hồi mộ táng công, thiên cơ lão nhân là thiên công tạo hóa lục, chính là cái kia Vi Đà chân kinh. Luận trụ thần truyền thừa chiến đấu uy lực, dùng Vi Đà chân kinh cường hãn nhất, không người có thể địch. Thiên tổ đều đấu không lại, trừ phi có thể đem luân hồi mộ táng công luyện đến tầng thứ 9. Diệp Thần trong lòng khẽ động, lại hỏi, ngày đó tổ cùng, người nào lợi hại hơn? Lăng Ảnh thở dài, mỗi người mỗi vẻ đi, luận hủy diệt sức chiến đấu, vậy khẳng định lợi hại nhất, nếu như chỉ là thuần túy chiến đấu, mặt khác 71 cái trụ thần, cộng lại đều đánh không lại. Diệp Thần đập mạnh lưỡi, nói, lợi hại như vậy. Lăng Ảnh nói, dĩ nhiên, hắn là hủy diệt đạo bất hủ vĩ thần, đánh nhau lợi hại nhất liền là hắn, nhưng thiên tổ sẽ không ngu đến mức cùng so đấu vũ lực, luận thần thông đạo pháp ảo diệu biến hóa, thiên tổ liền so lợi hại hơn nhiều, luân hồi đạo tinh thâm, có thể nhường toàn bộ thế giới đều không ngừng luân hồi, không ngừng khởi động lại hủy diệt, đều tránh không khỏi. Ai, tóm lại, 72 trụ thần ở giữa, ai cũng có sở trường riêng, người nào cũng không giết chết người nào. Diệp Thần im lặng, 72 trụ thần thần bí cùng vĩ đại, rõ ràng không phải hắn hiện tại có thể lý giải. Lăng Ảnh khoát tay một cái nói tốt, không nói cái này, tóm lại, thiên tổ vị kia hồng nhan, là bởi vì mong muốn tìm kiếm luân hồi mộ táng công trung cực huyền bí, cho nên nàng rời đi thiên tổ. Nàng tự chém thiên cơ, thiên tổ cơ hồ quên mất nàng hết thảy, chỉ nhớ rõ nàng một vệt cắt hình. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khẽ vuốt cằm, không sai biệt lắm, cái kia cắt hình hẳn là sắp xuất hiện rồi. Luân hồi chi chủ, ngươi cẩn thận quan sát. Diệp Thần thần tâm run lên, nói tốt. Hắn nhìn xem cái kia kinh hồng bức tường, theo mặt ngoài xem, kinh hồng bức tường liền là một khối bình thường vách núi, chẳng qua là bóng loáng một chút, bóng loáng vách núi mơ hồ tỏa ra đối diện thác nước cùng trên trời ánh trăng, chiếu vào một tầng mông lung như sa hào quang. Diệp Thần ngưng thần quan sát lấy, chớp nhoáng ở giữa, liền thấy một màn màu đen cắt hình, theo vách núi bên trái xuất hiện. Phảng phất vô hạn nhanh, lại phảng phất vô hạn chậm theo trên vách núi đá lướt qua. Cái kia đạo cắt hình, là một nữ tử cắt hình, nữ tử tư thái thướt tha uyển chuyển, váy dài bồng bềnh, tóc dài phất phới, cầm trong tay trường kiếm, cầm kiếm lướt ngang mà qua, dáng người nhẹ nhàng múa kiếm, tới như tơ bông vũ điệp, đi giống như chảy phong suy tuyết, cắt hình theo bên trái lướt qua bên phải về sau, lại từ bên phải lướt qua bên trái, thật sự là phiếu miểu cô hồng ảnh, múa kiếm đạp tuyết vô ngân dấu vết. Diệp Thần ngây dại, hốt hoảng ở giữa, cảm giác đến thời gian đình chỉ, rõ ràng chẳng qua là một đạo cắt hình tả hữu lướt qua, tại đêm tối dưới ánh trăng, hình ảnh thoạt nhìn còn có chút quỷ bí bộ dáng, nhưng Diệp Thần trong óc, lại phảng phất thấy được một cái áo trắng bồng bềnh tiên nữ, tại đầy trời tuyết bay hạ múa kiếm bộ dáng.
hắn dùng hết toàn lực muốn nhìn rõ cái kia tiên nữ tướng mạo, nhưng căn bản thấy không rõ, cái kia áo trắng tiên nữ tại tuyết đọng bên trên múa kiếm, trên trời mịt mờ tuyết bay ở giữa, rồi lại che giấu một vành mặt trời, hoặc là nói đúng ra, đó không phải là Thái Dương, mà là luân hồi mộ táng công hiển hóa ra luân hồi chi bàn. Theo áo trắng tiên nữ múa kiếm, cái kia luân hồi chi bàn răng rắc chuyển động, không ngừng có kinh khủng táng diệt sát khí lan tràn ra, làm cho tiên nữ múa kiếm tuyệt thế hình ảnh, lại nhiều hơn mấy phần quỷ dị cùng khủng bố. Thiên tổ vị này hồng nhan, luân hồi pháp cao thâm a. Diệp Thần âm thầm tán thưởng, trước mắt hắn đã không nhìn thấy cái khác cảnh vật, trong mắt thấy, chỉ có mịt mờ tuyết bay, tiên nữ múa kiếm, luân hồi chi bàn treo cao bầu trời hình ảnh. Thiên tổ hiển nhiên là đem cái kia luân hồi mộ táng công, truyền thụ cho hắn hồng nhan, vị này hồng nhan luân hồi pháp tu vi, cao thâm đến mức không thể tưởng tượng nổi, so với Diệp Thần phải cường đại ngàn vạn lần. Diệp Thần chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất táng địa cảnh giới, nhưng vị này hồng nhan, không ngờ tu luyện tới tầng thứ 8, táng vận mệnh cảnh giới. Diệp Thần chẳng qua là quan sát, liền có loại chính mình linh hồn, vận mệnh, toàn bộ được mai táng đi cảm giác, cũng may mắn trong mắt của hắn thấy, chẳng qua là bọt nước huyễn tượng, nếu như chân chính nhìn thấy vị kia hồng nhan, hắn khẳng định không chịu nổi trùng kích. Tiên nữ múa kiếm, này áo trắng tiên nữ trong kiếm ý, mang theo ngàn sắc vạn tượng biến hóa, Diệp Thần nhìn ra thiên quang luân hồi chạm ảo diệu, chấn động trong lòng, vội vàng hội tụ tinh thần quan sát, suy nghĩ. Vị tiên tử này luân hồi đạo, chỉ sợ cũng chẳng qua là gần với thiên tổ, quan sát dáng người của nàng, đối ta tự thân tu vi cũng rất có ích lợi. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền tĩnh tâm lĩnh hội áo trắng tiên nữ một chiêu một thức, nhất cử nhất động, lại cảm ngộ trên trời luân hồi chi bản khí tức pháp tắc biến hóa. Dần dần, Diệp Thần nội tâm giống như suốt có điều ngộ ra, có một loại khai khiếu cảm giác, đối luân hồi mộ táng công bản thân, trong đó ẩn chứa đủ loại mai táng áo nghĩa, lại có càng sâu kiến giải. Còn có cái kia thiên quang luân hồi chạm, hắn cũng là tiến một bước lĩnh ngộ. Chẳng qua là, tại lĩnh ngộ đủ loại cao thâm luân hồi pháp thời điểm, Diệp Thần lại thấy thân thể khô khốc một hồi xẹp, có một loại máu thịt bị nghiền ép khốn cùng cảm giác. A, à, là, ta lĩnh ngộ đạo pháp, quá mức cao thâm, thân thể không chịu nổi. Diệp Thần lập tức hiểu được, suy nghĩ thương thân, đại não cao tốc vận chuyển, cần thân thể máu thịt năng lượng chống đỡ, hắn bản mệnh tu vi, cuối cùng chỉ có thiên nguyên cảnh 8 tầng sơ giai, tại trong chớp mắt, đi sâu lĩnh hội luân hồi mộ táng công cùng thiên quang luân hồi chạm, đối thân thể của hắn tiêu hao quá lớn. Nhưng, như vậy khó được ngộ đạo cơ duyên, Diệp Thần lại không muốn bỏ qua, hắn liền đem chính mình cất giữ tất cả tài nguyên, rất nhiều thiên tài địa bảo, toàn bộ dùng để bổ sung thân thể, chống đỡ ngộ đạo cần thiết tiêu hao. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Thần cũng không biết trải qua bao lâu, mãi đến trước mắt đầy trời tuyết bay, áo trắng tiên nữ múa kiếm, luân hồi chi bàn như mặt trời giữa trưa hình ảnh, dần dần tan biến mà đi, hắn mới thanh tỉnh lại, mở mắt xem xét. Lại phát hiện sắc trời đã hơi trắng, không ngờ đi qua một đêm thời gian. Luân hồi chi chủ, người. Một bên Lăng Ảnh, lại là vô cùng kinh hãi rung động chỉ Diệp Thần, toàn thân đều đang run rẩy. Ta làm sao? Diệp Thần lấy lại tinh thần, mới lên ánh sáng mặt trời chiếu ở kinh hồng chiếu trên vách đá, trên vách núi đá cắt hình đã không thấy. Hắn một đêm ngộ đạo, thân thể tiêu hao đến lợi hại, chỉ cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Nhìn một chút cách đó không xa trong đầm nước cái bóng của mình, đúng là hình tiêu mảnh rẻ, máu thịt tiêu tủy. Ngươi thật giống như thành một đầu cương thi, ngươi nhất định là lĩnh hội cắt hình bên trong đạo uẩn quá mê muội. Lăng Ảnh đại chấn, hắn biết thiên cặp tổ hồng nhan cắt hình, bên trong chứa có vô cùng đạo uẩn, thiên tổ các bên trong người đều thử qua lĩnh hội, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người lâm vào to lớn tinh thần bên trong hao tổn bên trong, cắt hình đạo uẩn quá mức cuồn cuộn tinh thâm. Thiên đế thần vương đều khó mà lĩnh ngộ. Hắn nghĩ đến Diệp Thần thiên phú chắc tuyệt, có lẽ có thể tìm hiểu một chút huyền bí, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần xuất hiện tác dụng phụ, so với bình thường người còn muốn đáng sợ hơn, không chỉ là tinh thần bên trong hao tổn, liên đới lấy thân thể đều lâm vào tiêu tụy, chỉ còn lại có một lớp da kề sát ở xương cốt lên, như vậy hình tiêu mảnh rẻ bộ dáng, 10 điểm khủng bố. Diệp Thần nhìn một chút chính mình khô héo hai tay cùng thân thể, cười một thoáng. Hắn cũng không nghĩ tới, tối hôm qua ngộ đạo, đối thân thể tiêu hao, thế mà nghiêm trọng đến nước này. Nhưng, hắn cũng không hối hận. Hắn nhẹ nhẹ nhổ một ngụm, nhìn xem Lăng Ảnh nói ra, Lăng trưởng giáo, ngươi không cần lo lắng cho ta không sao.
thân thể ta mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng ta có được đồ vật càng nhiều. Thiên tổ Hồng Nhan, vị kia áo trắng tiên nữ thân ảnh, còn có luân hồi chi bàn cái bóng, tại Diệp Thần trong lòng lướt qua, đêm qua đủ loại đạo pháp lĩnh ngộ, từng cái xông lên đầu. Oanh long long, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần trên thân, tản mát ra một cỗ kinh khủng sát khí gợn sóng, cỗ sát khí kia gợn sóng, chính muốn táng thiên. Lăng ảnh hoảng hốt, chỉ cảm thấy vừa mới vẫn là hình tiêu mảnh rẻ, tựa như cương thi Diệp Thần, giờ phút này phảng phất hóa thân thành mai táng chư thiên ma thần, vô tận sát khí ở sau lưng hắn sôi trào hội tụ, từ từ bay lên không, sát khí bên trong truyền ra răng rắc tiếng vang, một cái luân hồi chi bàn chậm rãi hiện lên. Cái này luân hồi chi bàn, chính là luân hồi mộ táng công khí tượng hiển hiện, nhưng khí thức khủng bố, vượt xa dĩ vãng, lại có một cỗ mai táng chư thiên đại khủng bố. Lăng ảnh cảm thấy mình đầu óc, đều muốn héo rút, dọa đến hắn cuống quýt lui lại, hoàn toàn không còn dám tới gần Diệp Thần. Táng thiên chi cảnh, đây là táng thiên chi cảnh a. Lăng ảnh phát ra chấn động không gì sánh nổi tiếng hô, đầu đau đau dữ dội, tại Diệp Thần cái kia luân hồi chi bàn khí tức uy hiếp dưới, hắn đại não đều đang khô héo héo rút, vội vàng đánh xuất ra đạo đạo thần vương pháp tắc, lại lần nữa lui lại, trong mắt chỉ có rung động. Luân hồi mộ táng công có cửu cảnh. Giờ này khắc này Diệp Thần, thế mà mơ hồ đạt đến tầng thứ hai táng thiên cảnh giới. Táng thiên chi cảnh, có thể mai táng chư thiên, cơ thể người một thân, đan điền vì, thức hải vì thiên, Diệp Thần bước vào táng thiên chi cảnh, trên người tán phát ra khủng bố táng diệt khí tức, phúc bắn đi ra, lăng ảnh liền không chịu nổi, đại não phảng phất đều muốn bị mai táng, triệt để héo rút. Cái này là luân hồi mộ táng công, táng thiên chi cảnh lợi hại. Thời khắc này lăng ảnh hoàn toàn không dám tới gần Diệp Thần, hắn biết, nếu như dám tiếp xúc Diệp Thần trên người táng thiên sát khí, đủ để cho hắn thức hải băng diệt, linh hồn sụp đổ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Luân hồi chi bàn treo cao tại thiên, sát khí quang mang kỳ lạ lấn át mới lên Thái Dương, toàn bộ thiên tổ các thế giới, đều bao phủ tại cái kia táng thiên chi cảnh khí tức khủng bố bên trong. Xì xì xì, không gian vặn vẹo, bên trên bầu trời. Xuất hiện từng tia không tầm thường hắc ám vết nứt, toàn bộ bầu trời phảng phất đều muốn nổ tung đi, đây là Diệp Thần táng thiên chi cảnh khí thế, nghiền ép bầu trời, bày biện ra khí tượng. Theo Diệp Thần bước vào táng thiên chi cảnh, hắn toàn thân khí thế cũng là bão táp, tối hôm qua khô héo tiêu hao hết máu thịt, cấp tốc khôi phục lại, tu vi viên mãn lại đột phá, nước chảy thành sông bước vào tám tầng trung giai liệt kê. Nghĩ không ra, thế mà có thể bước vào táng thiên chi cảnh. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, hắn cũng là 10 điểm ngoài ý muốn. Tối hôm qua ngộ đạo, đối với hắn tu vi tăng thêm quá lớn, đúng là khiến cho hắn luân hồi mộ táng công, bước vào tầng thứ 2 táng thiên chi cảnh cấp độ. Bất quá vì bước vào cảnh giới này, Diệp Thần thân thể máu thịt tiêu hao hầu như không còn, cho nên tu vi của hắn, chẳng qua là đột phá một cái nhỏ cấp độ, đi đến 8 tầng trung giai. Bởi vì luân hồi mộ táng công tấn thăng mang tới tiền lời, rất lớn một bộ phận, đều cầm lấy đi bổ sung máu thịt. Thân thể của hắn, lần nữa khôi phục viên mãn, không còn là khô héo bộ dáng. Tuy nói tu vi chân chính cấp độ, đột phá không lớn, nhưng Diệp Thần nội tâm lại là vô cùng mừng rỡ. Có thể bước vào táng thiên chi cảnh, lực chiến đấu của hắn, có thể nói là tăng nhanh như gió. Tuy nói thi triển táng thiên luân hồi pháp cần tiêu hao. Tất nhiên là to lớn, nhưng nhiều một lá bài tẩy như vậy, Diệp Thần lực lượng liền sung túc nhiều. Thiên tổ vị kia Hồng Nhan, ta có thể được thật tốt tạ ơn nàng, liền là không biết nàng là ai, cũng không biết nàng bây giờ người ở nơi nào. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn biết luân hồi mộ táng công tu luyện độ khó cực lớn, hắn nghĩ dựa vào chính mình đột phá tấn thăng, cái kia là phi thường chật vật sự tình, nếu như không phải tối hôm qua quan sát vị kia áo trắng tiên nữ cắt hình. Hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá. Luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá a. Lăng ảnh đứng ở đằng xa, run rẩy nhìn xem Diệp Thần, đều suýt chút nữa thì cho Diệp Thần quỳ xuống, lại hỏi. Thiên tổ vị kia Hồng Nhan, ngươi có thể nhìn ra điểm mi mục, biết nàng ở nơi nào sao? Thiên tổ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vô pháp nhìn trộm, hắn là hy vọng người ngoài có thể giúp hắn điều tra. Lăng ảnh thân là thiên tổ các bên trong người, đối thiên tổ vô cùng tín ngưỡng, tự nhiên cũng hy vọng vì thiên tổ bài ưu giải nạn. Thiên tổ đời này nhất quyến luyến, liền là vị kia Hồng Nhan, lăng ảnh cũng muốn giúp thiên tổ tìm kiếm được.
Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có, thiên cơ quá mức phiếu miểu, không, nói đúng ra, là một điểm thiên cơ dấu vết đều không có a, căn bản không thể nào điều tra. Hắn hồi tưởng lại tối hôm qua ngộ đạo, vị kia áo trắng tiên nữ tướng mạo, hắn thủy chung vô pháp nhìn thấy, càng không cách nào theo trên người đối phương, bắt được dù cho mảy may tung tích. Lăng Ảnh Gia nói, phải không? Diệp Thần lời này, cũng là nằm trong dự liệu của hắn, nghĩ muốn tìm thiên tổ vị kia hồng nhan, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Thần nói ra, Lăng trưởng giáo, về sau từ từ sẽ đến đi, sự tình luôn có biện pháp giải quyết. Hiện tại liền muốn thu lại thiên táng luân hồi bàn khí tượng, đã thấy lúc này, thiên tổ các bốn phương tám hướng, có từng đạo thần quang bay vụt tới. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền thấy, thiên tổ các ngũ đại phái trưởng giáo trưởng lão, rất nhiều chân truyền đệ tử, tất cả đều buông xuống. Bọn hắn vây ở trong sơn cốc, ngước nhìn Diệp Thần vùng trời cái kia chưa thu liễm luân hồi chi bàn, tất cả mọi người choáng váng. Cái kia luân hồi chi bàn hạch tâm nhất địa phương, thiên tổ đồ đằng lóng lánh. Này đồ đằng so với trước đây, lại có biến hóa. Trước kia thiên tổ đồ đằng, thiên tổ bộ dáng, hoàn toàn bị hạ kéo mũ trùm che khuất, chỉ lộ ra cái cằm, nhưng lúc này thiên tổ đồ đằng, thiên tổ mũ trùm hơi hơi đi lên kéo một chút, lộ ra toàn bộ miệng, đôi môi hơi hơi hạ nhấp, tư thái có chút lạnh lùng, khiến cho người không dám ngước mắt. Thiên tổ các ngũ đại phái trưởng giáo các trưởng lão, đều rung động, ngơ ngác nhìn ngày đó táng luân hồi bàn, lại cảm thấy thiên tổ đồ đằng quá mức rực rỡ. Không dám nhìn nữa, tầm mắt rời xuống dưới, biểu lộ phức tạp nhìn xem Diệp Thần. Nếu như nói tối hôm qua, còn có người cho rằng Diệp Thần là tiếm chủ, vậy hôm nay, liền không có người còn dám nghi vấn thân phận của Diệp Thần. Luân hồi mộ táng công, đây là thiên tổ hạch tâm nhất thần công, Diệp Thần đã luyện đến táng thiên chi cảnh, này sau lưng không có thiên tổ chúc phúc cùng ngầm đồng ý, là tuyệt đối không thể nào làm được. Hắn là luân hồi chi chủ, hàng thật giá thật luân hồi chi chủ. Thiên tổ dứt bỏ quyền hành, muốn gọi tiểu tử này thay thế hắn. Thiên tổ ngự long phi thiên, vân du thiên ngoại, hắn thật muốn từ bỏ ta Nam Châu Thiên, thậm chí thiên tổ thất giới, cũng sẽ không trở lại nữa. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người nhìn Diệp Thần tầm mắt, đều là vô cùng phức tạp. Diệp Thần đã bước vào táng thiên chi cảnh, khí thế như cầu vồng, xem bộ dáng tương lai là chân chính phải thừa kế thiên tổ quyền hành, đây đối với thiên tổ các người mà nói. Tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Trong lòng bọn họ, chỉ nhận có thể thiên tổ, ngoại trừ thiên tổ bên ngoài, không đồng ý bất luận cái gì người. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi lấy tương lai có một ngày, thiên tổ sẽ một lần nữa buông xuống, hoàn thành lúc trước thành lập thiên tổ thất giới hoành nguyệt, chính là muốn chế tạo luân hồi đạo thiên môn, trực tiếp mang theo tất cả tín đồ, đi tới tinh không bỉ ngạn. Nhưng bây giờ, Diệp Thần rõ ràng liền là thiên tổ người thừa kế, có người thừa kế. Thiên tổ liền sẽ không trở lại nữa, thiên tổ các vô tận kỷ nguyên chờ, mong muốn đi tinh không bị ngạn nguyện vọng, liền triệt để thành bọt nước. Thế giới bên ngoài là thống khổ, nhưng tinh không bị ngạn không phải, tinh không bị ngạn là lớn cực nhạc thế giới, bên trong ẩn chứa rất nhiều thế giới bên ngoài pháp tắc, tỉ như 1+1 không phải là 2, mà là tương đương vô tận, đây là giải thích tinh không bị ngạn thiên tài địa bảo tài nguyên, là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thiên tổ các tu luyện cơ giới chi đạo, so bất luận cái gì người đều cần tài nguyên, dùng tới chế tạo đủ loại cơ giới tạo vật, cũng có vô cùng tài nguyên tinh không bỉ ngạn, đối bọn hắn tới nói dĩ nhiên chính là trong mộng hoàn mỹ thế giới. Cũng chỉ có thiên tổ, mới có thể dẫn đầu bọn hắn đi cái kia hoàn mỹ thế giới. Nhưng bây giờ, nguyện vọng của bọn hắn thất bại, không có người cho rằng, Diệp Thần có thể dẫn bọn hắn đi tinh không bỉ ngạn. Diệp Thần nhìn xem mọi người phức tạp biểu lộ. Thu hồi luân hồi chi bàn, bất đắc dĩ nhún nhún vai cười nói. Chư vị không cần nhìn ta như vậy, ta nói, ta sẽ không thay thế thiên tổ, ta cũng không cần các ngươi cung phụng tín ngưỡng, các ngươi tán thành ta vẫn là phủ định ta cũng sẽ không ít khối thịt. Này chút tín ngưỡng sự tình, vẫn là đặt một bên đi. Hiện tại, chúng ta hẳn là thương lượng một chút, nên làm sao đi linh khư thánh địa cứu người. Mọi người chấn động, lại là yên lặng. Bọn hắn vô cùng xem trọng tín ngưỡng vấn đề, người nào mới thật sự là luân hồi chúa tể người, kỳ thật Diệp Thần cũng không để ý, hắn chưa từng có nghĩ tới thay thế thiên tổ, hắn đã có hắn trận doanh cùng tín đồ, thiên tổ các bên trong người quăng không đầu nhập vào hắn, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất là cứu ra tiểu Mạt Lị. Lăng Ảnh đứng dậy,
thở dài một hơi, nói, chư vị, luân hồi chi chủ nói không sai, chúng ta vẫn là nhanh đi Linh Khư Thánh Địa đi. Năm đó thiên tổ thiếu thiên đạo nữ thần một phần nhân quả, hôm nay cũng nên đến hoàn lại thời điểm. Chư trưởng giáo, trưởng lão, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó im lặng gật đầu. Gọi bọn hắn ruồng bỏ thiên tổ, thờ phụng Diệp Thần, đó là tuyệt đối không thể nào, bất quá để bọn hắn đi thu dưỡng tiểu mặt lị, vậy dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ, dù sao đây là thiên tổ năm đó thiếu nhân quả. Thiên tổ năm đó dùng móng tay của hắn, tại thiên đạo phía trên khắc lên luân hồi pháp tắc, đây là thiên đạo rèn đúc người Điệp Mộng Tinh Quân ngầm đồng ý sự tình, chính là bởi vì Điệp Mộng Tinh Quân ngầm đồng ý, thiên tổ mới có thể so sánh thuận lợi tiến vào thế giới bên trong. Này phần nhân quả, thiên tổ các bên trong người cũng có tâm thay thiên tổ hoàn lại, thu dưỡng tiểu mạt lị liền là tốt nhất trả nợ chi pháp. Chờ sau này tiểu mạt lị lớn lên, khôi phục thiên đạo nữ thần trí tuệ, có lẽ còn có thể giúp bọn hắn tìm thiên tổ. Như mỗi một loại này, thiên tổ các bên trong người đối thu dưỡng tiểu mạt lị, tự nhiên là vô cùng mưu cầu địa vị, nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết đem người cứu ra. Lăng Ảnh lại nói, lần này đi Linh Khư Thánh Địa, 10 phần nguy hiểm, không chỉ có là còn sót lại cấm chế tổn thương, còn có sát thiên điện cùng đấu chiến phủ người, cũng chắc chắn ở bên nhìn chằm chằm. Linh Khư Thánh Địa cấm chế mãnh liệt, coi như chẳng qua là còn sót lại cấm chế, cũng không phải bình thường đệ tử có thể chịu đựng nổi. Dù sao ta thiên tổ các chủ tu cơ giới chi đạo, bình thường đệ tử bản thể tu vi thường thường, tuyệt đối không thể cùng thánh địa cấm chế đối kháng, mà lại các ngươi cơ giới tạo vật, cường độ cũng có hạn, cũng có thể là ngăn không được cấm chế trùng kích. Vì vậy, lần này đi Linh Khư Thánh Địa, ta thiên tổ các, chỉ có hộ pháp, trưởng lão, trưởng giáo cấp bậc người, mới có tư cách đi, bình thường đệ tử tuyệt đối không thể đi theo, miễn sinh vấn đề, biết không? Ở đây đệ tử bất đắc dĩ đáp, biết. Linh Khư trong thánh địa có vô tận thiên tài địa bảo, bọn hắn cũng muốn đi thu lấy, nhưng làm sao thực lực không cho phép. Thiên tổ các khuyết điểm chính là chỗ này, chủ tu cơ giới chi đạo, tự thân tu vi theo không kịp, một khi đối mặt Linh Khư thánh địa này loại mang theo mãnh liệt cấm chế trùng kích địa phương, bình thường cơ giới sư căn bản là không có cách tới gần, một cái tu vi không đủ, thứ hai cơ giới tạo vật cũng sẽ nhận trùng kích. Thiên tổ các bên trong, chỉ có hộ pháp, trưởng lão, trưởng giáo ba loại cấp bậc cường giả, mới có tư cách tại Linh Khư Thánh Địa sinh tồn. Lăng Ảnh nhìn xem ở đây chư lão, nói, như vậy, chư vị, chúng ta hôm nay liền trước buông xuống thành kiến, cùng nhau đi Linh Khư Thánh Địa, trước cứu ra thiên đạo nữ thần lại nói, đến mức tại Linh Khư Thánh Địa thu hoạch tài nguyên, trước mang về thiên tổ các bên trong, về sau lại thương lượng phân chia. Chư lão dồn dập gật đầu, thiên tổ các nội bộ tranh đấu về tranh đấu. Nhưng đối mặt ngoại địch lại là phi thường đoàn kết, đấu chiến phủ cùng sát thiên điện đều đối Linh Khư Thánh Địa nhìn chằm chằm, nếu như không đoàn kết, căn bản là không có cách tới đánh nhau. Lên đường đi. Lăng Ảnh nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút Diệp Thần, liền chuẩn bị xuất phát. Chậm đã. Cha, ta cũng đi. Ngay lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, chỉ thấy một cái bọc lấy ngân giáp, tư thái mảnh khảnh nữ tử, bay lượn tới, chính là Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc đến về sau, biểu lộ có chút phức tạp nhìn Diệp Thần liếc mắt, sau đó nhìn về phía Lăng Ảnh, lần nữa nhắc lại nói cha, ta cũng cùng theo một lúc đi. Lăng Ảnh nói, không được, đừng quấy rối, Thanh Trúc, Linh Khư Thánh Địa quá mức nguy hiểm, người tu vi không đủ, vẫn là để ở nhà đi. Lăng Thanh Trúc nói, không, ta muốn đi, ta nghe được mẫu thân kêu gọi, nàng đang gọi ta muốn đi. Lăng Ảnh lớn tiếng nói, mẫu thân ngươi đã chết. Lăng Thanh Trúc vành mắt đỏ lên, cũng lớn tiếng kêu lên, là linh hồn của nàng đang kêu gọi ta. Toàn trường chấn động kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Lăng Ảnh thân thể cũng lung lay, da mặt có chút co lại, vẫn là trầm giọng nói, Linh Khư Thánh Địa như thế cấm địa, người đi liền là chết, ta không cho người đi. Có trưởng lão cũng khuyên can nói, Lăng tiểu thư, ngươi liền để ở nhà đi, chúng ta này chút làm trưởng bối, nếu như tại Thánh Địa thu hoạch được vật gì tốt. Nhất định trước tiên mang về cho ngươi. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, rõ ràng không có lùi bước ý tứ, đột nhiên xuất ra một tấm lệnh bài, lớn tiếng nói. Thiên tổ lệnh ở đây, ta dùng đời thứ ba thiên tổ lắng nghe người thân phận mệnh lệnh các ngươi, mang ta cùng đi Linh Khư Thánh Địa. Kẻ trái lệnh cùng cấp chống lại thiên tổ. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc xuất ra lệnh bài, toàn trường người kinh hãi thất sắc, thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, càng là đồng loạt quỳ ngã xuống.
Diệp Thần thấy Lăng Thanh Trúc xuất ra lệnh bài, phía trên khắc ấn lấy một cái thiên chữ, cái này thiên chữ nét bút cơ cấu đạo uẩn, lại cùng thiên trên tấm bia thiên chữ, hoàn toàn tương tự. Đây là thiên tổ lệnh, thiên tổ lưu hạ lệnh bài. Diệp Thần trong lòng thầm nói. Lăng Ảnh nhìn thấy thiên tổ lệnh, vô cùng khí nộ, quát Thanh Trúc, lập tức đem thiên tổ lệnh thu lại, người đang làm gì? Lăng Thanh Trúc hít sâu một hơi, nói cha, căn cứ chúng ta thiên tổ các quy củ, thiên tổ lắng nghe người cầm trong tay thiên tổ lệnh, có thể vô điều kiện yêu cầu thiên tổ các bên trong người làm một chuyện, ta muốn gọi các ngươi làm sự tình, liền là mang ta đi Linh Khư Thánh Địa. Lăng Ảnh nói, quấy rối. Lăng Thanh Trúc đem trong tay thiên tổ lệnh, mặt hướng Lăng Ảnh, nói cha, người muốn đối thiên tổ bất kính sao? Lăng Ảnh vô ngôn, tức giận phía dưới, gương mặt đỏ lên. Có trưởng lão nói, Lăng tiểu thư, đích thật là có cái quy củ này, nhưng người vận dụng thiên tổ lệnh, người liền không thể lại đảm nhiệm lắng nghe người nhất định phải giao ra thiên tổ lệnh. Tiếng nói vừa ra, toàn trường thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, ánh mắt liền lửa nóng. Thiên tổ lắng nghe người, tại thiên tổ các bên trong, có loại đặc quyền, mỗi tháng có khả năng nhận lấy đại lượng tài nguyên, tự do xuất nhập thiên tổ phong, đọc qua đủ loại cấm kỵ bí tịch, còn nắm giữ lấy hình phạt quyền hành. Căn cứ thiên tổ các quy củ, Lăng Thanh Trúc vận dụng thiên tổ lệnh, tuy có khả năng vô điều kiện ra lệnh cho người làm việc, nhưng nàng về sau cũng không thể tiếp tục lại làm lắng nghe người, nhất định phải đem thiên tổ lệnh giao ra. Lăng Thanh Trúc nói, giao ra liền giao ra, các người người nào có tư cách cầm lấy này tấm lệnh bài, người đó là đời kế tiếp lắng nghe người. Cái gọi là lắng nghe người, liền là cùng thiên tổ câu thông người, trước kia thiên tổ tung tích còn không có ẩn nấp thời điểm. Hắn thỉnh thoảng sẽ ban thưởng chỉ bảo, làm tín đồ giải hoặc. Ngày này tổ lệnh, liền là một cái môi giới, là lắng nghe người cùng thiên tổ câu thông môi giới. Tuy nói tại thiên tổ ẩn độn về sau, lắng nghe người không cách nào lại nghe được thanh âm của hắn, nhưng lắng nghe người cái thân phận này, tại thiên tổ các bên trong dù sao vô cùng đặc thù, địa vị cao thượng, cho nên thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, đều có hứng thú trở thành lắng nghe người. Chỉ thấy Lăng Thanh Trúc đem trong tay thiên tổ lệnh, đặt vào cách đó không xa một khối trên nham thạch lớn mặt, nhìn quanh mọi người, nói, chỉ có cùng thiên tổ hữu duyên người, mới có thể cầm lấy thiên tổ lệnh, các ngươi cứ việc có khả năng thử một chút, ha ha, nếu như không ai có thể cầm nổi, cái kia đời kế tiếp lắng nghe người, vẫn là ta. Diệp Thần nhướng mày, xem ngày đó tổ lệnh cũng không nặng, đặt ở trên mặt đá, nham thạch cũng không có thấy vỡ tan, chẳng lẽ càng không có cách nào cầm lấy. Thiên thú phái trưởng giáo La Ưng Phi nói, nếu Lăng tiểu thư chịu giao ra thiên tổ lệnh, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đệ tử ra khỏi hàng. Thiên thú phái các đệ tử, liền dẫn đầu đi vào thiên tổ lệnh trước mặt, từng cái xếp hàng, thử nghiệm đem thiên tổ lệnh cầm lấy. Nhưng một màn kinh người xuất hiện, nhìn như một khối nho nhỏ lệnh bài, chúng đệ tử lần lượt nếm thử, mười mấy người thử một lần, lại không một người có thể dịch chuyển được. Có người vận đủ chân lực, có người điều động cơ giới giáp mảnh bao trùm tay cầm, có người hai tay cùng lên, nhưng đều không thể dung chuyển lệnh bài một chút. Lệnh bài này đặt ở nham thạch bên trên, nhưng thật giống như cùng toàn bộ thế giới khảm nạm đến cùng một chỗ, kiên cố không nhúc nhích tí nào. Lăng Thanh Trúc cười nói, xem ra các ngươi đều cùng thiên tổ không có duyên phận a, đời kế tiếp lắng nghe người, vẫn là ta. Nàng đưa tay đi lấy nham thạch bên trên lệnh bài, nhưng tiếp theo sát, sắc mặt nàng biến. Bởi vì, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà cũng cầm không nổi thiên tổ làm. La Ưng Phi cười nói, ha ha, Lăng tiểu thư, chính người bỏ thiên tổ lệnh, lại nghĩ chấp trưởng, đã có thể không dễ dàng như vậy. Lăng Thanh Trúc vẻ mặt âm tình biến hóa không chừng, nàng chịu giao ra thiên tổ lệnh, nhưng thật ra là nghĩ thẻ cái quy củ lỗ thủng, thiên tổ các quy củ, cũng không có quy định lắng nghe người không thể liên nhiệm, chỉ cần không người có thể cầm lấy thiên tổ lệnh, chỉ có nàng có thể cầm lấy. Nàng mãi mãi cũng là lắng nghe người. Nhưng nàng trăm triệu không ngờ tới, ngày này tổ lệnh, chính nàng thế mà đều không thể một lần nữa cầm lên. Diệp Thần trong lòng hơi động, nghĩ đến thiên tổ lệnh có khả năng câu thông thiên tổ, thực sự có không gì sánh được tiềm ẩn giá trị. Hắn lúc này tiến lên trước hai bước, nói, không bằng ta đến thử xem. Nói xong, Diệp Thần liền đã đi đến thiên tổ lệnh trước mặt. Thấy thế, toàn trường người biến sắc, La Ưng Phi vội vàng nói. Luân hồi chi chủ, người không phải ta thiên tổ các người không có tư cách chấp trưởng thiên tổ lệnh. Hắn e sợ cho Diệp Thần cầm lấy thiên tổ lệnh,
xem Diệp Thần đã bước vào táng thiên chi cảnh bộ dáng, hắn khẳng định đạt được thiên tổ tán thành, muốn bắt lên thiên tổ lệnh lại có gì khó. Chẳng qua là, đối thiên tổ các tới nói, Diệp Thần chung quy là người ngoài, mặc kệ là La Ưng Phi, vẫn là Lăng Ảnh, đều không hy vọng Diệp Thần lấy đi thiên tổ lệnh. Nhưng Diệp Thần đã đưa tay, nói ra ta là Lăng cô nương đồ đệ, cũng xem như thiên tổ các bên trong người, ta có tư cách chấp trưởng ngày này tổ lệnh. Lăng Thanh Trúc lui lại một bước, trừng to mắt, liền thấy vừa mới nàng và rất nhiều đệ tử đều cầm không nổi thiên tổ lệnh, Diệp Thần đưa tay, như nhặt lên một mảnh lá cây dễ dàng, lập tức liền đem thiên tổ lệnh cầm lên, nắm ở trong tay. Thấy cảnh này, toàn trường người kinh hãi. Chỉ thấy Diệp Thần cầm lấy thiên tổ lệnh về sau, bầu trời kịch chấn, có vạn đạo thuần trắng hào quang như là thác nước hạ xuống, bao phủ tại Diệp Thần trên thân. Ong ong! Diệp Thần trong tay thiên tổ lệnh tại chấn động, cùng cái kia thuần trắng hào quang cộng minh lấy, hắn cảm thấy mình thức hải, cũng đang chấn động, trước mắt tràn ngập thuần trắng hào quang, nhưng ở này thuần trắng hào quang bên trong, hắn thấy được ngàn sắc vạn tượng biến hóa. Này hào quang, là thiên tổ chúc phúc, ẩn chứa thiên quang luân hồi trảm ảo diệu ứng biến. Diệp Thần tinh thần một hồi hốt hoảng, từ nơi sâu xa, có một loại đại đạo quán đỉnh cảm giác, đối thiên quang luân hồi trảm lĩnh ngộ, lại sâu hơn rất nhiều. Y theo tiến độ tu luyện, thiên quang luân hồi trảm tu vi tạo nghệ, có thể phân chia nhập môn, tinh thông, tiểu viên mãn, đại viên mãn, đỉnh phong 5 cái cảnh giới. Trước đây tại kiếm bác giới thời điểm, Diệp Thần đạt được khô kiếm si kiếm đạo cảm ngộ kết tinh, xem như nhập môn, tối hôm qua lĩnh hội thiên tổ vị kia hồng nhan cắt hình, hắn kiếm đạo tu vi lại tinh tiến, bất quá còn chưa tới tinh thông mức độ. Giờ này khắc này, hắn chấp trưởng thiên tổ thể lệnh, đạt được thiên tổ chúc phúc, thuần trắng hào quang gia thân, đối thiên quang luân hồi trảm cảm ngộ, liền đạt đến tinh thông mức độ. Lần này đột phá, liền Diệp Thần tự thân tu vi, cũng đi theo đột phá, tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 8 tầng cao giai mức độ. Toàn trường tất cả mọi người, nhìn thấy Diệp Thần lại đạt được thiên tổ chúc phúc, lập tức kinh hãi không, chín thành người đều hướng Diệp Thần quỳ xuống, mang theo vẻ kính sợ, không biết là kính sợ Diệp Thần vẫn là kính sợ thiên tổ. Thiên tổ chúc phúc, ngươi lại đạt được thiên tổ chúc phúc. La Ưng Phi choáng váng, như đầu gỗ sững sờ tại chỗ. Lăng Ảnh lại là trở nên kích động, vội vàng nói, luân hồi chi chủ, người có thể nghe được thiên tổ thanh âm. Kỳ thật coi như là Lăng Thanh Trúc, dựa vào thiên tổ lệnh, đều có thể bắt được từ nơi sâu xa, thiên tổ khí tức, nhưng vô pháp đến bất kỳ đáp lại nào, cũng không biết thiên tổ ở nơi nào. Thiên tổ biết rõ tại không không lúc nào trong không gian, có thật nhiều tín đồ đang tìm hắn, nhưng hắn cũng không có trở về. Không biết là có điều kiêng kỵ gì. Diệp Thần lúc này cầm lấy thiên tổ lệnh, cũng là tại từ nơi sâu xa, bắt được thiên tổ khí tức, hắn nếm thử ở trong lòng phát ra âm thanh, kêu gọi thiên tổ, nhưng căn bản không có đến bất kỳ đáp lại nào. Diệp Thần này một đầu, thiên tổ tại bên kia, hai người cách xa nhau vô tận thời không, dựa vào thiên tổ lệnh thành lập mỏng manh liên lạc, là có thể tiến hành đối thoại trao đổi, chẳng qua là thiên tổ không có trả lời. Thiên tổ, ngươi không chịu đáp lại ta sao? Vẫn là nói ngươi có cái gì nỗi khổ? Ta có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi ngươi. Diệp Thần không ngừng đặt câu hỏi, đáng tiếc vẫn là không được đến bất kỳ đáp lại nào. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng Lăng Ảnh nói, không có, thiên tổ không có trả lời ta. Lăng Ảnh ngốc ngốc nói, phải không? Thiên tổ lão nhân gia ông ta, thật chẳng lẽ không có ý định hồi trở lại không không thời không? Vẫn là chúng ta muốn đi tinh không bỉ ngạn tìm hắn. Thiên tổ ẩn độn về sau, người nào cũng không biết hắn đi nơi nào, có người nói hắn hồi trở lại đi thế giới ở ngoài, cũng có người nói thiên tổ đại khái suất còn tại thế giới bên trong. Bởi vì, thế giới bên ngoài thế giới, là thiên ngoại thiên, là hoang vu đơn điệu, trống rỗng thống khổ tồn tại, chỉ có không không thời không chư thiên vạn giới, tinh không bỉ ngạn thế giới, mới thật sự là đại võ đài, chân chính phồn hoa thịnh vượng đại thế giới. Được chứng kiến phồn hoa về sau, sẽ rất khó lại lần nữa về trống không. Ban đầu 72 trụ thần, liền muốn trường kỳ thừa nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, nếu như còn phải lại tiếp nhận thế giới hoang vô cùng cô tịch, đó thật là quá đau khổ. Ta không biết thiên tổ ở nơi nào. Diệp Thần xem lấy lệnh bài trong tay, trên trời thuần trắng hào quang dần dần tan mất, hắn nếm thử bắt thiên tổ vị trí, nhưng là thiên cơ không còn tăm hơi, phiếu miểu không thể tìm ra. Theo đạo lý suy trương tính, thiên tổ đại khái xuất còn tại thế giới bên trong, nhưng chân tướng như thế nào, lại là ai cũng không biết.
Ngày này tổ lệnh, ta liền cầm trước. Diệp Thần nắm chặt lại thiên tổ lệnh, sau đó đem thu vào trong lòng. Đây là cùng thiên tổ câu thông trọng yếu môi giới, hắn dĩ nhiên không muốn giao cho trong tay người khác. Chuyến này tới Nam Châu Thiên, Diệp Thần vốn là muốn nhận lấy huyền vũ mảnh vỡ, cái kia nghĩ đến huyền vũ mảnh vỡ đã chạy đi, hiện tại cầm tới một khối thiên tổ lệnh, cũng tính thất chi đông ngung, thu chi tang du. Nhìn thấy Diệp Thần nhận thiên tổ lệnh, Lăng Ảnh, Lăng Thanh Trúc, là ưng phi đám người, muốn nói lại thôi, mong muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng người nào đều không có mở miệng, tất cả mọi người trầm mặc, thần sắc khá phức tạp. Đối thiên tổ các tới nói, Diệp Thần đương nhiên là người ngoài, nhưng người ngoài này, lại là bây giờ luân hồi đạo chúa tể giả, thiên tổ công nhận truyền nhân, thậm chí vừa mới còn chiếm được thiên tổ hào quang chúc phúc, bọn hắn thái độ đối với Diệp Thần, có thể nói là 10 điểm mâu thuẫn. Diệp Thần nói, các ngươi không cần lo lắng, nếu như thiên tổ đáp lại ta sẽ nói cho các ngươi biết. Một cái lão giả lớn tiếng nói, luân hồi chi chủ, ngươi đã tự nhận là thiên tổ các bên trong người, lại chấp trưởng thiên tổ lệnh, vậy ngươi có thể được vì ta thiên tổ các bàn bạc hiện thực. Lão giả người mặc một bộ trọng giáp chiến khải, chính là thiên giáp phái trưởng giáo thái giáp thần quân, ta thiên tổ các pháp tắc thần thạch, nhiều năm trước bị huyền vũ đế quân mang đi, bây giờ huyền vũ đế quân bỏ chạy. Cái kia pháp tắc thần thạch liền lưu tại linh khư trong thánh địa, người có thể phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Nhiều năm trước, huyền vũ đế quân giết chết Lăng Thanh Trúc mẫu thân, cướp đi pháp tắc thần thạch, bỏ chạy linh khư thánh địa. Bây giờ huyền vũ đế quân biết Diệp Thần buông xuống, dọa đến bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu, nhưng này pháp tắc thần thạch hắn lại mang không đi. Bởi vì pháp tắc thần thạch là Nam Châu thiên địa mạch căn cơ sở tại, cùng đại địa tương liên, là thiên tổ lưu lại thánh vật, mong muốn cướp đi. So với Diệp Thần chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, còn phải gian nan gấp trăm lần, trừ phi đem chọn cái Nam Châu Thiên Đô lật tung. Huyền Vũ Đế Quân cũng không cách nào đem pháp tắc thần thạch mang đến bên ngoài, cho nên hắn chạy trốn về sau, khối này pháp tắc thần thạch liền lưu tại linh khư trong thánh địa. Thiên tổ các thất lạc nhiều năm, không có lòng tin đoạt lại pháp tắc thần thạch, dù sao đấu chiến phủ cùng sát thiên điện đều tại nhìn chằm chằm, cho nên Thái Giáp Thần Quân liền ủy thác Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu nói, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ tận lực. Hắn không có đem lại nói đầy, chỉ nói sẽ tận lực. Thái Giáp Thần Quân mỉm cười nói, vậy thì tốt, có luân hồi chi chủ trợ lực, ta thiên tổ các đoạt lại pháp tắc thần thạch có hy vọng rồi. Nếu là có thể một lần nữa trưởng khống pháp tắc thần thạch, ta thiên tổ các về sau bồi dưỡng thiên đạo nữ thần, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Pháp tắc thần thạch ẩn chứa thế giới bên ngoài pháp tắc, dùng tới bồi dưỡng tiểu mạt lị. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Diệp Thần cười cười nói, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Bây giờ Diệp Thần luân hồi mộ táng công, bước vào tầng thứ 2 táng thiên chi cảnh, chấp trưởng thiên tổ lệnh sau đạt được thiên tổ chúc phúc, thiên quang luân hồi trảm tinh thông, toàn thể sức chiến đấu có thể nói là tăng nhanh như gió. Lần này đi linh khư thánh địa, hắn tràn ngập lòng tin, mặc kệ có cái gì gian nan khốn ngăn, tất có thể dốc hết sức phá đi. Thái Giáp Thần Quân nói, ha ha. Cái kia đi thôi, cũng đừng làm cho sát thiên điện cùng đấu chiến phủ người nhanh chân đến trước. Không phải chúng ta liền rác rưởi đều thu hoạch không được nữa. Thương nghị cố định, đoàn người lập tức xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi tới linh khư thánh địa. Lần này đi linh khư thánh địa, cùng sở hữu hơn 50 người, ngoại trừ Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc bên ngoài, mặt khác tất cả đều là thiên tổ các bên trong trưởng bối cường giả, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, căn bản không có tư cách tới gần thánh địa. Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc sóng vai mà đi, Lăng Thanh Trúc thanh âm thăm thẳm nói, luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi a, ngươi là ta thiên tổ các đời thứ tư lắng nghe người. Trước kia nàng là lắng nghe người, hiện tại biến thành Diệp Thần, nàng tâm tình vẫn có chút phức tạp. Diệp Thần nói, há, đời thứ ba là ngươi, cái kia đời thứ hai cùng đời thứ nhất lắng nghe người là. Lăng Thanh Trúc nói, đời thứ hai là mẫu thân của ta, đời thứ nhất chính là Thiên Nam Tu. Diệp Thần con ngươi híp lại, tựa hồ hiểu rõ mấy phần, nói, nguyên lai là hắn sao? Lăng Thanh Trúc nói, Thiên Nam Tu từng là Nam Châu Thiên đệ nhất thiên tài, đệ nhất cao thủ, cũng là ta thiên tổ các thủ lĩnh, toàn bộ Nam Châu Thiên Thiên Đế Chúa Tể, hắn không tu cơ giới chi đạo, cũng không tu thiên tổ luân hồi đạo, mà là tu luyện Hắc Hoàng Đế công pháp. Diệp Thần nói, Hắc Hoàng Đế. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, pháp tắc thần trên đá. Ngoại trừ cơ sở pháp tắc cùng thiên tổ bản thân luân hồi pháp tắc bên ngoài, chủ yếu còn ẩn chứa ba vị trụ thần pháp tắc truyền thừa.
Cái kia ba vị trụ thần, chính là Thiên Cơ Lão Nhân, Hắc Hoàng Đế, Đại Hiền Giả. Thiên Cơ Lão Nhân truyền thừa, người đã tiếp xúc qua, bất quá Hắc Hoàng Đế người còn không biết. Hắc Hoàng Đế truyền thừa, gọi Hắc Huyên Thôn Thiên Pháp, hắn từng cùng Thiên Tổ luận đạo, nói Thiên Tổ luân hồi địa ngục không tốt, Thiên Tổ luân hồi đạo, thành lập lục đạo luân hồi, khi còn sống làm ác người, sau khi chết linh hồn nhập luân hồi, kiếp sau muốn sung làm heo chó chuộc tội. Hắc Hoàng Đế nói dạng này không tốt, diệt cỏ tận gốc, hẳn là nắm ác nhân đều giết chết, không muốn cho bọn hắn luân hồi cơ hội sống lại, dạng này mới là chính đạo. Thiên Tổ nói đơn thuần giết người, quá mức tiện nghi người xấu, hẳn là để bọn hắn chịu đủ nhất thế thế luân hồi nỗi khổ, nhưng Hắc Hoàng Đế không đồng ý, hắn muốn thành lập Hắc Huyên Thôn Thiên Pháp, phát hiện người xấu, liền trực tiếp nuốt mất, thế gian hết thảy tội ác, xấu xí, ô uế đồ vật, hắn đều muốn nuốt mất. Dạng này là có thể thành lập một cái tuyệt đối hoàn mỹ quang minh thế giới. Thiên Tổ nói, trụ thần tiếp nhận phần thiên đại kiếp, ban đầu liền thống khổ dày vò, Hắc Hoàng Đế còn muốn thôn phệ thế gian tội ác, vậy đơn giản là tự tìm khổ ăn, không cần thiết. Hắc Hoàng Đế nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chỉ cần nắm thế gian tội ác đều thôn phệ sạch sẽ, thành lập chân chính hoàn mỹ thế giới, là có thể đạt thành sáng thế mục tiêu, cuối cùng biến thành quang. Hiện ở cái thế giới này, như thế ghê tởm ô uế, khắp nơi tràn ngập sát lục cùng thống khổ, sáng thế trái cây cũng là xấu xí, không sẽ có được thái sơ tán thành, chỉ có chân chính thành lập hoàn mỹ thế giới, mới có cơ hội biến thành quang. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, nói, Hắc Hoàng Đế, Hắc Huyên Thôn Thiên Pháp, thôn phệ thế gian hết thảy tội ác sao? Này tư tưởng cũng là có thú. Hắn nghe Lăng Thanh Trúc nói, tầm mắt lại mở rộng hết thảy. Lăng Thanh Trúc nói tiếp, bất quá cuối cùng, Hắc Hoàng Đế chết rồi. Diệp Thần sững sờ, nói chết như thế nào? Là thôn phệ tội ác quá nhiều, thân thể chống đỡ không nổi sao? Lăng Thanh Trúc lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, trụ thần thân thể là rất mạnh mẽ, cơ hồ là bất tử bất diệt bất hủ chi thân, ngay cả mình đều giết không chết chính mình. Hắc Hoàng Đế coi như thôn phệ lại nhiều ô uế cùng tội ác, hắn đều sẽ không chết, chẳng qua là sẽ phi thường thống khổ. Theo Hắc Hoàng Đế thôn phệ tội ác càng ngày càng nhiều, hắn tiếp nhận thống khổ càng ngày càng dày vò, nhưng hắn chậm chạp cũng không có thay đổi thành ánh sáng. Cuối cùng có một ngày, hắn chịu đựng không nổi, liền đi chất vấn Thái Sơ, vì sao chính mình tích lũy nhiều công đức như vậy, còn không thể biến thành quang. Nhưng, Thái Sơ không có trả lời hắn, Thái Sơ là không dung chất vấn, thân thể của hắn cùng Thiên Cơ Lão Nhân một dạng, bị Thái Sơ chi quang xỏ xuyên qua ép diệt thành tro. Linh hồn tại hủy diệt trong biển ánh sáng chìm nổi, thừa nhận so phần thiên đại kiếp không biết thống khổ gấp bao nhiêu lần tra tấn cùng dày vò, một mực kêu thảm cho tới hôm nay. Thiên Tổ liệm Hắc Hoàng Đế còn sót lại ly tán pháp tắc mảnh vỡ, đúc nóng đến pháp tắc thần trong đá, bất quá chúng ta Thiên Tổ các, cũng không quá tán thành Hắc Hoàng Đế ý nghĩ, liền không có tu luyện cái kia Hắc Huyên Thôn Thiên Pháp, chỉ có một người ngoại lệ. Diệp Thần nói, Thiên Nam tu. Lăng Thanh Trúc nói, đúng. Thiên Nam tu, hắn, là cái gì số, hắn lại lựa chọn Hắc Hoàng Đế truyền thừa, tu luyện Hắc Huyên Thôn Thiên Pháp, dựa vào thôn phệ ma thần không ngừng tăng tiến tu vi, tu luyện ra một thân sát khí, danh xưng thiên hạ đệ nhất sát. Mà lại, bản thân hắn là luân hồi địa ngục thủ ngục người, năm đó Thiên Tổ từng tại không không lúc nào không thành lập luân hồi địa ngục, muốn cho thiện giả hưởng phúc, ác giả trầm luân, Thiên Nam tu chính là cái kia địa ngục thủ ngục người, bản thân liền tiếp xúc vô tận hung sát tà khí. Hắc Huyên Thôn Thiên Pháp cùng luân hồi địa ngục sát khí, cuối cùng nhường Thiên Nam tu thân đọa ma âm, chính hắn cũng thay đổi thành một đầu điên cuồng ma thần, nhưng chúng ta khi đó còn không biết hắn đã điên rồi. Mãi đến hắn sau này rời đi Nam Châu Thiên, nói muốn chinh phạt chư thiên, muốn uy lâm toàn bộ không không lúc nào không, chúng ta mới biết được hắn đã điên rồi, không không lúc nào không minh mông bực nào, hắn nếu như không phát điên, như thế nào lại vọng tưởng uy lâm thống trị. Diệp Thần biểu lộ có chút phức tạp, nói cuối cùng hắn bị đấu chiến thần hạ gục, lại xám xịt chạy trở về Nam Châu Thiên. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, năm đó hắn bị đấu chiến thần hạ gục về sau, không có gì cả, thậm chí đấu chiến thần còn có đại lượng hậu duệ truy giết tới, bất quá hắn cũng là cường hãn, bị khu trục ra Thiên Tổ các về sau, rơi xuống bụi trần, thế mà còn có thể đông sơn tái khởi, phá rồi lại lập, đối Hắc Hoàng Đế đạo pháp lĩnh ngộ càng sâu, thành lập sát thiên điện. Cũng là ghê gớm. Diệp Thần nói, người đại hiền giả kia đâu, đại hiền giả truyền thừa lại là cái gì? Pháp tắc thần thạch bên trong có ba vị trụ thần truyền thừa,
Diệp Thần đã biết Thiên Cơ lão nhân cùng Hắc Hoàng đế, đối cái cuối cùng đại hiền giả, cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, biết nhiều một chút trụ thần bí mật, đối Diệp Thần chính mình tu luyện cảm ngộ cũng có chỗ tốt. Lăng Thanh Trúc đang chờ nói chuyện, trước mặt Lăng Ảnh quay đầu nhíu mày nhìn xem hai có người nói, Thanh Trúc, các ngươi nói nhỏ nói cái gì, Linh Khư Thánh Địa đã đến. Diệp Thần thân hình dừng lại, ngưng mắt xem xét, liền thấy phía trước, rừng rậm liên miên, phiếu miểu tiên khí bao phủ, tiên hạc hàm nhánh, linh thú xuyên qua, cái kia từng cây cổ thụ, to lớn không thể tưởng tượng nổi, lại có cao ngàn trượng, cành lá tùm, che khuất bầu trời. Nơi này chính là Linh Khư Thánh Địa sao? Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, liền thấy này mảnh thánh địa vùng trời, một cái to lớn mâm tròn hư ảnh lơ lửng, mâm tròn kia đúng là luân hồi chi bàn, tản mát ra kinh khủng táng thiên khí tức, từng tia năng lượng ba động khủng bố, bóp méo thiên vũ, dẫn đến bầu trời xuất hiện từng đầu màu đen vết nứt dây nhỏ, âm phong thảm thảm, cùng phía dưới thánh địa tiên khí phiếu miểu khí tượng, tạo thành tương phản to lớn. Nhìn kỹ lại, cái kia luân hồi chi bàn trung tâm, thế mà còn khảm nạm lấy một khỏa tinh thạch, cái kia tinh thạch tinh xảo đặc sắc, tản ra cuồn cuộn pháp tắc gợn sóng, trong đó thật nhiều pháp tắc cùng thiên đạo pháp tắc là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như thiên đạo có một đầu pháp tắc, là vật thể tại lực hút tác dụng dưới, sẽ rơi xuống, nhưng viên tinh thạch này, lại căn bản không có đầu này pháp tắc, dẫn đến tinh thạch hào quang bao phủ phía dưới, Linh Khư Thánh Địa có rất nhiều vật thể, lại có thể là tự động đi lên trên, có từng khối tảng đá, từng sợi nhánh cây, còn có chút dã thú hải cốt, bay lên không bay lên, hình thành một đầu nhỏ dây lưng, vờn quanh tại luân hồi chi bàn chung quanh, hình ảnh thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Cái kia viên tinh thạch, là pháp tắc thần thạch. Diệp Thần chỉ vừa liếc mắt, liền thấy Thiên Cơ, khảm nạm tại luân hồi chi bàn bên trong tinh thạch, tựa hồ chính là toàn bộ Nam Châu Thiên Chí Cao Thánh Vật, pháp tắc thần thạch. Không sai, cái kia chính là pháp tắc thần thạch. Lăng Thanh Trúc cũng ngước nhìn cái kia tinh thạch, ánh mắt mang theo vô hạn kỳ vọng, nhưng pháp tắc thần thạch treo cao tại thiên, hoàn toàn khảm nạm tại luân hồi chi bàn bên trong, chỉ có thể nhìn mà thèm. Lăng Thanh Trúc thở dài, này pháp tắc thần thạch, năm đó bị Huyền Vũ Đế Quân mang đi về sau, liền cùng Linh Khư Thánh Địa táng thiên cấm chế hòa làm một thể, rất khó cướp bóc đi, chớ nói chi là nắm trong tay. Diệp Thần nói, này luân hồi chi bàn, chính là thiên tổ bày ra cấm chế. Hắn theo cái kia luân hồi chi bàn bên trong, cảm nhận được luân hồi mộ táng công khí tức khủng bố, hắn là táng thiên chi cảnh khí tức, năng lượng chi sâu lắng khủng bố, hoàn toàn vượt qua cảnh giới của hắn. Lăng Thanh Trúc nói, thiên tổ cũng không có tận lực bố trí xuống cấm chế, chẳng qua là khí tức của hắn quá cường đại, hắn phát ra khí tức, hô hấp ở giữa, tự động tạo thành táng thiên cấm chế, trong thánh địa còn có đếm không hết cấm chế, bất quá rất nhiều đều bị thiên đạo nữ thần đạp đi. Bây giờ Linh Khư Thánh Địa cấm chế, so dĩ vãng giảm bớt 7-8 phần, ít nhất ta là có thể đến gần, trước kia là dựa vào gần đều làm không được, thiên đế tới gần đều muốn bị táng thiên cấm chế mai táng, chết không toàn thây. Diệp Thần nội tâm có chút chấn động, hắn hiện tại có thể cảm nhận được cấm chế khí tức, vẫn là vô cùng mãnh liệt, đủ để cắn giết nhân thân, nhưng không có nghĩ tới những thứ này cấm chế, cùng dĩ vãng so sánh, đã giảm bớt 7-8 phần. Cái kia đỉnh phong thời điểm, Linh Khư Thánh Địa cấm chế, khủng bố cỡ nào, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà Huyền Vũ Đế Quân, dựa vào Huyền Vũ mảnh vỡ năng lượng thủ hộ, lại có thể tại Linh Khư Thánh Địa dừng chân, rõ ràng Huyền Vũ mảnh vỡ lực phòng hộ mạnh mẽ, Diệp Thần đều vô cùng tâm động, chỉ muốn đem Huyền Vũ mảnh vỡ chiếm lấy tới tay, đáng tiếc Huyền Vũ Đế Quân đã chạy đi. Lúc này, toàn bộ Linh Khư Thánh Địa, tại táng thiên cấm chế bao phủ bên ngoài mang theo một tầng thiển thiển nhàn nhạt, mắt trần cơ hồ không nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại trong suốt vòng bảo hộ. Ngưng mắt nhìn kỹ, có thể thấy vòng bảo hộ phía trên có một ít màu vàng nhạt luân hồi phù văn đang lưu động. Muốn tiến vào Linh Khư Thánh Địa, trước hết phá vỡ vòng bảo hộ. Phanh! Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng oanh kích. Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc nhìn nhau, Lăng Ảnh cùng La Ưng Phi, Thái Giáp Thần Quân mấy người cũng nhìn nhau, mọi người liền lần theo tiếng oanh kích phát ra địa phương lao đi. Rất nhanh, hai đội nhân mã ánh vào Diệp Thần tầm mắt. Trong đó một đội người ngựa, thuần một sắc áo đen, khác một đội người ngựa, thì là thuần một sắc áo trắng, hắc bạch phá lệ rõ ràng. Hai đội nhân mã cộng lại, có tới số hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp. Là sát thiên điện cùng đấu chiến phủ người.
Lăng Thanh Trúc cẩn thận từng ly từng tí tất thấp giọng nói với Diệp Thần, đen quần áo là sát thiên điện, quần áo trắng chính là đấu chiến phủ. Thiên tổ các chỉ có hơn 50 người, nhưng sát thiên điện cùng đấu chiến phủ người cộng lại, có tới mấy trăm, có rất nhiều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài. Mà thiên tổ các bên này, ngoại trừ Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc bên ngoài, liền không có thế hệ trẻ tuổi đệ tử, bởi vì đệ tử, căn bản không chịu nổi linh khư thánh địa cấm chế gợn sóng, nội công tu vi quá kém. Sát thiên điện cùng đấu chiến phủ đệ tử, không giống thiên tổ các như vậy, chủ tu cơ giới chi đạo, bọn hắn chủ tu công pháp, nội công tạo nghệ thâm hậu, vì vậy có thể đối kháng linh khư thánh địa cấm chế. Chỉ thấy sát thiên điện cùng đấu chiến phủ, hai phái trưởng bối, đang hợp lại oanh kích lấy linh khư thánh địa cấm chế vòng bảo hộ, xem bọn hắn lo lắng vừa bất đắc dĩ bộ dáng, hiển nhiên là oanh kích rất lâu, nhưng một mực không có có thể đột phá. Diệp Thần bên này đến, lập tức làm cho hai phái nhân vật, đều lộ ra một vệt cảnh giác chi ý, dừng tay xuống tới, từng tia ánh mắt quét nhìn tới. Lăng Ảnh trước đứng dậy, híp mắt cười một tiếng, nhìn xem sát thiên điện cùng đấu chiến phủ nhân vật cao tầng, kêu lên, Hắc Ma lão tổ, Sư Tâm lão tổ, các người bận rộn cả ngày, còn không có oanh phá cấm chế sao? Sát thiên điện bên này, một cái áo bào đen lão giả, nghe được Lăng Ảnh lời về sau, vẻ mặt liền sụ xuống, hắn chính là Hắc Ma lão tổ. Chính là sát thiên điện đại diện điện chủ. Sát thiên điện chân chính điện chủ, chính là thiên nam tu, nhưng bình thường ở vào bế quan trạng thái, sát thiên điện rất nhiều sự vụ, đều do đại diện điện chủ Hắc Ma lão tổ xử lý. Lúc này nghe được Lăng Ảnh châm chọc khiêu khích, Hắc Ma lão tổ vẻ mặt tự nhiên khó coi. Đấu chiến phủ bên này, một cái lão giả áo bào trắng ánh mắt lướt qua che lấp, thậm chí lộ ra một vệt phong mang sát cơ. Hắn chính là đấu chiến phủ chủ Sư Tâm lão tổ, tóc dài như sư bầm, hiện ra màu vàng kim, hỗn hợp có đồng dạng màu vàng kim dâu ria, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra vô cùng bá khí. Hai vị lão tổ đều là thiên đế cấp bậc cường giả, nhưng bọn hắn đối Lăng Ảnh cái này thần vương, lại cũng không dám có chút khinh thị. Bởi vì, Lăng Ảnh thân là thiên khôi phái trưởng giáo, lực chiến đấu của hắn không thể nhìn bề ngoài, muốn nhìn hắn cơ giới tạo vật. Hắc Ma lão tổ lãnh đạm nói, linh khư thánh địa cấm chế, không dễ dàng như vậy phá vỡ, Lăng trưởng giáo, đã ngươi tới, vậy chúng ta hợp tác chính là, trước hợp lại phá tan cấm chế, đến mức trong thánh địa đồ vật, liền mỗi người dựa vào thực lực chiếm lấy. Hắn cũng là bảo trì bình thản, mặc dù vừa mới Lăng Ảnh châm chọc khiêu khích, hắn giờ phút này vẫn là phát ra mời, dự định cùng Lăng Ảnh hợp lại. Lăng Ảnh cười nói, phá tan cấm chế, không thành vấn đề. Có luân hồi chi chủ ở đây, thiên tổ lưu lại cấm chế, hắn có khả năng dễ dàng phá vỡ. Lăng Ảnh nghiêng thân, nhưng Diệp Thần bại lộ tại sát thiên điện cùng đấu chiến phủ mặt người trước. Từng tia ánh mắt, lập tức dồn dập tập chú tại Diệp Thần trên thân, làm cảm nhận được Diệp Thần trong cơ thể cuồn cuộn uyên thâm luân hồi khí tức, toàn trường người thần sắc cuồng biến, rất đỗi chấn động. Đây là, chấm, luân hồi chi chủ. Hắn quả nhiên tới, luân hồi pháp tắc năng lượng ba động. Còn lợi hại như thế. Thiên tổ truyền nhân A, hôm nay cuối cùng mở mắt. Rất nhiều kinh ngạc tiếng nghị luận, trong nháy mắt nổ vang, tuy nói Diệp Thần mặt ngoài tu vi thoạt nhìn, vẫn là chỉ có thiên nguyên cảnh 8 tầng cao giai, nhưng bên trong ẩn chứa luân hồi pháp tắc gợn sóng, đủ để cho người động dung. Nam Châu Thiên mọi người, bởi vì từng chiếm được pháp tắc thần thạch hào quang tẩm bổ, cho nên ánh mắt của bọn hắn, xa so với bên ngoài người sắc bén. Tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Thần chân thực sức chiến đấu, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lão tổ, xương chi thạch cũng ở trên người hắn. Đấu chiến phủ bên này, một thanh niên nam tử tiến đến Sư Tâm lão tổ bên người, thấp giọng nói ra, trong ánh mắt không che giấu được kiêng kỵ chi ý. Sư Tâm lão tổ gật gật đầu, hướng Diệp Thần chắp tay nói, lâu nghe luân hồi chi chủ uy danh, hôm nay nhìn thấy, an lòng bình sinh. Sát thiên điện bên này. Hắc Ma lão tổ biểu lộ cũng là trở nên phức tạp, bất quá xuất phát từ lễ tiết, vẫn là hướng Diệp Thần chắp tay nói, luân hồi chi chủ, hạnh ngộ. Diệp Thần ôm quyền hoàn lễ nói, hạnh ngộ, tại hạ Diệp Thần, gặp qua chư vị. Hắc Ma lão tổ nói, ngươi có thể phá vỡ nơi này cấm chế. Diệp Thần nói, phá giải cũng không khó, nhưng nơi này bao phủ táng thiên cấm chế, đối Diệp Thần tới nói, phá giải rất đơn giản. Bởi vì hắn bản thân liền nắm giữ lấy luân hồi mộ táng công, cũng bước vào táng thiên chi cảnh. Nhưng hắn lại không nghĩ nhường sát thiên điện cùng đấu chiến phủ, chiếm tiện nghi của mình.
Lăng Ảnh tiếp lời nói, luân hồi chi chủ có khả năng ra tay, nhưng cấm chế phá vỡ về sau, các ngươi tiến vào thánh địa, không thể đụng vào thiên đạo nữ thần. Thiên đạo nữ thần, nhất định phải do ta thiên tổ các mang đi. Đến mức trong thánh địa tài nguyên, vậy liền đều bằng bản sự chiếm lấy. Diệp Thần gật gật đầu, trong lòng cũng chính là ý tứ này, hắn quan tâm nhất liền là tiểu mặt lị, nói, đúng là như thế. Hắc ma lão tổ cười ha ha, nói cái gì thiên đạo nữ thần, ta không biết, ta chỉ biết là bên trong cô bé kia, là đấu chiến thần chuyển thế. Ta sát thiên điện điện chủ, năm đó từng thua ở đấu chiến thần thủ hạ, dẫn vì bình sinh sỉ nhục cừu hận, hôm nay có báo thù rửa nhục cơ hội, ta lại có thể bỏ lỡ. Lăng Ảnh nói, hắc ma lão tổ, các ngươi muốn giết thiên đạo nữ thần. Ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Hắc ma lão tổ chưa trả lời, phía sau hắn một cái đi ra một thiếu nữ, tiếng nói mềm giòn dễ vỡ, nhưng lại mang theo một vệt bất khuất quật cường, nói, nghịch thiên lại như thế nào? Ta sát thiên điện tu hắc hoàng đế truyền thừa, hắc hoàng đế vị cách, xa xa lăng giá tại trên thiên đạo. Thiếu nữ kia người mặc váy đen, dáng người thon dài thẳng tắp, vóc người cao gầy lộ ra một vệt ưu nhã cùng tự tin, đôi mắt sáng lưu chuyển lên hào quang, da thịt trắng noãn lộ ra nhàn nhạt xanh ngọc, tự mang lấy một cỗ tuyết liên mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Diệp Thần nhìn thấy cái này váy đen thiếu nữ, trong lòng lập tức khẽ động, theo váy đen thiếu nữ trên thân, hắn đúng là bắt được cùng tinh hải công khí tức tương liên. Lăng Ảnh sầm mặt lại, nói tinh diên ma nữ, chúng ta trưởng bối nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi ngắt lời. Thiếu nữ này chính là tinh hải công nữ tử, tinh diên. Tinh diên gương mặt lạnh lùng, nói, Lăng Ảnh, một năm trước, các ngươi ngũ nhạc giao đấu, ta pháp giá buông xuống, kém chút tiêu diệt các ngươi thiên tổ các, ngươi cũng là không nhớ lâu, hôm nay còn dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Nàng tuổi còn trẻ, tu vi cũng không cao, nhưng nói chuyện 10 điểm cuồng vọng, càng đem toàn bộ thiên tổ các như không có gì. Lăng Ảnh chấn nộ, nói, người ma nữ này, bị hắc hoàng đế phụ thân, người đạo tâm đã trầm luân, còn hung hăng càn quấy chút gì. Diệp Thần nghe nói Lăng Ảnh lời ấy, chấn động trong lòng, suy nghĩ, chẳng lẽ vị này tinh diên cô nương, đã thành hắc hoàng đế vật chứa. Hắn từ nơi sâu xa, từ trên người tinh diên bắt được một tia vô cùng xâm nghiêm thiên cơ, cùng hắc hoàng đế có quan hệ, tinh diên cùng hắc hoàng đế ở giữa, tồn tại đặc thù nào đó đưa quan hệ, liền như ngày đó giả thiên ma đế cùng ma tổ vô thiên quan hệ một dạng. Nàng, là hắc hoàng đế vật chứa. Diệp Thần đầu ong ong, nhìn thấy này đạo thiên cơ, liền cảm thấy có một luồng ma khí xông lên thức hải, muốn đem hắn bao phủ, cũng may mà hắn đạo tâm mạnh mẽ, có thể trấn áp. Nếu như đổi lại người bình thường, dám nhìn trộm hắc hoàng đế tương quan thiên cơ, chỉ có một con đường chết. Coi như hắc hoàng đế thân thể đã vẫn diệt, chỉ còn lại có linh hồn tại hủy diệt trong biển ánh sáng trôi nổi, nhưng hắn dù sao cũng là 72 trụ thần một trong, cùng hắn tương quan thiên cơ, cũng không phải bình thường người có thể nhìn trộm. Tinh Diên nói, ta đạo tâm trầm luân, thật sự là chê cười, ngươi là ghen ghét ta kế thừa hắc hoàng đế quyền hành. Tiếng nói vừa ra, Tinh Diên trong đôi mắt lướt qua một vệt thanh lãnh, lại bỗng nhiên ra tay, mảnh khảnh tay cầm nổ lên một vệt đen kịt ma khí, cái kia ma khí bên trong ẩn chứa ô uế sát khí, thậm chí so với thiên ma tinh hải còn kinh khủng hơn, hướng về Lăng Ảnh vỗ tới. Lăng Ảnh rất đỗi chấn động, đang chờ đánh trả, một bên Diệp Thần đã ra tay. Diệp Thần thấy Tinh Diên thế công mãnh liệt, hắc ám sát khí khủng bố, e sợ cho Lăng Ảnh ngăn không được, hắn liền một chưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay nổ lên thao thiên Phật quang, cùng tinh diên đầu ngón tay đụng vào nhau, bộp một tiếng, Phật ma địa vị ngang nhau, lẫn nhau không rơi vào thế hạ phong, các lùi về sau hai bước. Tinh diên ngưng mắt nhìn xem Diệp Thần, luân hồi chi chủ, người Phật Pháp cũng là thâm hậu, đã siêu việt Phật tổ. Diệp Thần cái này luân hồi Phật, Phật Pháp sự cao thâm, bây giờ thậm chí so với Phật tổ còn muốn lợi hại hơn, trong lúc phất tay, đủ để tích dịch vạn ma. Đương nhiên, luận bản thể tu vi, Diệp Thần cùng Phật Tổ vẫn là có vô cùng chênh lệch cực lớn. Tinh Diên cô nương. Diệp Thần thu về bàn tay, đang muốn nói chuyện, Tinh Diên lại nói tiếp, trên người ngươi, có phụ thân ta đổ vật. Diệp Thần nói, đúng, Tinh Hải công gọi ta mang ngươi trở về. Nếu Tinh Diên đã nhìn thấy, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra Tinh Hải công cho hắn nửa khối uyên ương ngọc bội. Đây là ngày xưa Tinh Hải Công cùng hắn thê tử Khương Khiếu Vân tín vật đính ước. Tinh Diên nhìn thấy cái kia nửa khối uyên ương ngọc bội, Kiều Khu lập tức chấn động, tiến lên trước hai bước,
đưa tay muốn đi đoạt, nhưng lại dừng lại, lui ra phía sau một bước, hừ một tiếng, nói cha mẹ ta thông thái dởm, ta cùng bọn hắn không có gì đáng nói, ta tạm thời còn không có trở về ý nghĩ, ngươi trở về nói với bọn họ một tiếng, chờ ta thế nào thiên hoàn toàn kế thừa Hắc Hoàng đế quyền hành, thế nào thiên ta liền sẽ về nhà. Diệp Thần gặp nàng thần sắc si mê, hiển nhiên là trầm mê Hắc Hoàng đế đủ loại đạo pháp, đã gần như tẩu hỏa nhập ma, nhân tiện nói, tinh diên cô nương, ngươi đã nhập ma, may mắn đạo tâm vẫn tính tỉnh táo, ta nhất định phải lập tức mang ngươi về nhà. Ngươi đi theo ta đi. Diệp Thần biết hảo môn khuyên bảo, là tuyệt đối không thể nào khuyên tinh diên về nhà, chỉ có thể dùng sức mạnh. Hắn lập tức vươn tay, hướng về tinh diên thủ đoạn chộp tới. Sát thiên điện đại diện điện chủ Hắc Ma lão tổ quát, lớn mật. Tiểu tử, ngươi dám mạo phạm tinh diên thánh nữ. Hắn hai mắt dâng lên lửa giận, ngang tàng ra tay, tay cầm nổ lên một cỗ thiên đế hào quang, ra tay ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần quát to, ai dám ngăn cản ta? Này hét lớn một tiếng, có như lôi đình nổ tung, chấn động đến Hắc Ma lão tổ đầu ông ông tắc hưởng, toàn thân khí huyết nghịch hành. Chỉ thấy Diệp Thần trên thân, luân hồi khí mãnh liệt, một cái to lớn luân hồi chi bàn, từ từ theo phía sau hắn bay lên, khủng bố vô cùng táng thiên oai, hóa thành cuồn cuộn âm sát khí tức, gào thét mà ra, càn quét toàn trường. A! À, Hắc Ma lão tổ một tiếng kêu sợ hãi, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hai mắt mang theo sợ hãi vô ngần, nhìn xem Diệp Thần sau lưng cái kia luân hồi chi bàn. Táng thiên luân hồi, điều đó không có khả năng. Diệp Thần này đạo luân hồi chi bàn, khí tức quá kinh khủng, quá mức rung động lòng người, đặc biệt là tại đây mảnh linh khư thánh địa, từ nơi sâu xa có thiên tổ ý chí gia trì. Cái kia luân hồi chi bàn tản ra hung hãn khí tức, càng là cuồn cuộn rộng rãi, lồng che trời địa phương. Kỳ thật Diệp Thần vẫn là cái này Diệp Thần, tu vi vẫn là thiên nguyên cảnh 8 tầng cao giai, nếu như Hắc Ma lão tổ thật muốn mạnh mẽ ra tay, Diệp Thần chưa hẳn có thể ngăn trở. Nhưng, luân hồi chi bàn táng thiên khí tức, thực sự quá khủng bố, giờ phút này Diệp Thần khí thế, đã hoàn toàn nghiền ép toàn trường, liên thiên đế không dám nhìn thẳng thân ảnh của hắn. Hắc Ma lão tổ biết rõ chính mình tu vi xa xa cao hơn Diệp Thần, ấn lý thuyết chỉ trong nháy mắt là có thể đem Diệp Thần ép diệt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn trong lòng không dám có chút chiến đấu ý nghĩ, chỉ có chấn sợ cùng kinh dị, đại não đau đau dữ dội, phảng phất đã bị chôn vùi táng. Hắn không ngừng lùi lại, ở đây sát thiên điện, đấu chiến phủ đám người, cũng là vô cùng kinh dị, tất cả mọi người kinh khủng lui lại lấy, một chút đệ tử trẻ tuổi ngăn không được Diệp Thần táng thiên uy áp. Trực tiếp bị chấn quỳ trên mặt đất, ôm đầu thống khổ co quắp. Lăng Ảnh, Lăng Thanh Trúc, La Ưng Phi, Thái Giáp Thần Quân chờ thiên tổ các bên trong người, cũng là kinh hãi vạn phần, cũng đều không dám tới gần Diệp Thần, dồn dập lui lại. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Diệp Thần ý chí mãnh liệt, xâm nghiêm khí tức, hắn có muốn không tiếc bất cứ giá nào, mang đi tinh diên. Ta muốn mang đi tinh diên cô nương, ai dám ngăn trở, ta liền giết ai. Diệp Thần tầm mắt nhìn chung quanh toàn trường, không người nào dám cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau, tất cả mọi người đều là kinh dị cúi đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn biết, muốn mang đi tinh diên, nhất định là gian nguy tầng tầng, cho nên, hắn vừa ra tay, liền bùng nổ cường hãn nhất luân hồi uy thế, táng thiên luân hồi bản phóng xuất ra, quả thực là quét ngang toàn trường, không ai có thể ngăn cản. Chẳng qua là, luân hồi mộ táng công tầng thứ hai, táng thiên chi cảnh. Uy thế mặc dù kinh thiên động địa, nhưng đối thân thể tiêu hao phi thường lớn, Diệp Thần linh khí, khí huyết, trong cơ thể năng lượng, đều đang nhanh chóng bay hơi, da thịt của hắn dần dần khô héo xuống, bộ dáng cũng biến thành dữ tợn. Nhìn thấy Diệp Thần như vậy dữ tợn lại bá đạo tư thái, tinh diên cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, luân hồi chi chủ, ta nói, ta không quay về, chết cũng không quay về. Muốn ta trở về. Trừ phi chờ ta trước dung hợp Hắc Hoàng đế quyền hành. Ngươi bức bách ta, vậy hôm nay chúng ta chỉ có cùng chết. Bàn tay nàng hư nắm, cô lỗ lỗ một hồi vang, từng sợi hắc ám năng lượng cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành một thanh vô cùng ô uế, tràn ngập bóng đêm vô tận sát khí trường kiếm. Tinh diên cô nương, ta nhận tinh hải công nhờ vả, nhất định phải mang ngươi về nhà, ngươi không chịu, ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh, đắc tội. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, không tiếp tục nói nhảm, xuất thủ lần nữa hướng tinh diên thủ đoạn chộp tới, sử dụng ra thiên cung xếp mai tay bắt pháp, tốc độ tay nhanh chóng, kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tinh diên cắn răng,
chỉ cảm thấy đại não vang ong ong, Diệp Thần trong lúc phất tay, đều mang luân hồi táng thiên đại khí thế, cỗ này táng thiên oai, đủ để ép bạo người thức hải đại não. Hắc Uyên Ma Kiếm Quyết. Tinh Diên vùng động trong tay hắc kiếm, thân kiếm nổ lên một cỗ thâm uyên hắc ám sâu lắng sương mù, kiếm khí gào thét rung động, hướng Diệp Thần tay cầm bổ tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 559.